Phương Hiếu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe Bạn hỏi thầy thuốc trả lời đang được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tuổi cao mà kèm theo chế độ thoái hóa tự nhiên khiến cho nhiều cơ quan chức năng theo đó mà suy giảm. Các nghiên cứu mới nhất cho thấy là viêm khớp, thoái hóa khớp là nguyên nhân gây tàn tật cho người cao tuổi phổ biến thứ hai chỉ sau bệnh tim mạch thôi. Đáng tiếc là dù người mắc tình trạng đau lưng, nhức xương khớp, mỏi gối, tê bì chân tay đã thử qua nhiều giải pháp điều trị nhưng các triệu chứng này thì vẫn tái đi tái lại và gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tinh thần lẫn sinh hoạt thường ngày của người bệnh nữa. Để hỗ trợ người bệnh chủ động ngăn chặn bệnh tái phát, phòng ngừa biến chứng phức tạp, hạn chế tối đa nguy cơ phẫu thuật thay khớp, chương trình Bạn hỏi thầy thuốc trả lời hôm nay với chủ đề viêm khớp, thoái hóa khớp tái đi tái lại, giải pháp hiệu quả từ chuyên gia đã mời tới trường quay vị chuyên gia dày dặn kinh nghiệm sẽ phân tích nguyên nhân làm cho xương khớp đau nhức dai dẳng, tư vấn giải pháp chữa trị bệnh lý viêm khớp, thoái hóa khớp vừa an toàn lại hiệu quả dài lâu. Phương Hiếu xin mời quý vị cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào bác sĩ ạ. Vâng, chào MC Phương Hiếu. Kính chào khán giả của chương trình. Trong lúc mà bác sĩ và Phương Hiếu tới phim trường thì rõ ràng là trời mưa rất lớn, đang không ngoài trời Thành phố Hồ Chí Minh như vậy. Và khi thời tiết thay đổi này thì người cảm nhận nhanh nhất và rõ ràng nhất đó chính là người đau nhức xương khớp, phải không ạ? Dạ vâng. Người đau nhức xương khớp thì thường thường được gọi là cái dự báo thời tiết. Dạ. Dạ. Và vì lý do là khi mà thời tiết chuyển đổi thì hầu như các cái đau nhức nó sẽ xuất hiện rất là nhiều và thậm chí đôi khi nó sẽ làm cho cái bệnh nó nặng nề thêm. Thành ra đây là một trong những cái yếu tố mà người chuyên môn được gọi là yếu tố là gây khởi phát những cái bệnh lý của xương khớp. Dạ. Chính vì vậy mà trong thời gian này đây, nếu mà những cơn mưa nặng hạt như vậy làm quý vị cảm thấy khó chịu hay là những cái cơ, các khớp chúng ta bị đau nhức xương khớp, quý vị đừng quên là tổng đài tư vấn của chúng tôi đó chính là 1-900-636-802 đã mở. Ngay trong thời gian 75 phút phát sóng của chương trình Bạn hỏi thầy thuốc trả lời, quý vị có thể gọi tới số điện thoại 1-900-636-802 để được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp tư vấn và giải đáp những thắc mắc về các chứng đau nhức xương khớp hay là đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay và các bệnh lý viêm khớp, thoái hóa khớp lâu năm quý vị nha. Do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi sẽ ưu tiên kết nối quý vị khán giả nào gọi về tổng đài sớm nhất. Và Phương Hiếu xin được nhắc lại số điện thoại tổng đài đó chính là 1-900-636-802. Và thưa quý vị, chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng viên xương khớp Bách Niên Kiện. Viên xương khớp Bách Niên Kiện là sản phẩm tiên phong kết hợp bộ đôi chiết xuất cây móng quỷ và vỏ liễu trắng từ châu Âu, giúp 93,3% người dùng giảm đau khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp, giảm đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay, giúp người bệnh vận động thoải mái và dễ dàng hơn. Mới đây thì Bách Niên Kiện được vinh danh huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng năm thứ hai liên tiếp do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam VAFF xét duyệt dựa trên 4 tiêu chí là an toàn, chất lượng, hiệu quả và những đóng góp cho cộng đồng. Viên xương khớp Bách Niên Kiện là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Forbit, top 5 thương hiệu uy tín, chất lượng quốc gia, đã có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ, giúp gần 1 triệu khách hàng sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Sản phẩm hiện có mặt tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Bệnh nhân có thể gọi đến tổng đài 1-800-6802 để được tư vấn thêm. Và Phương Hiếu cũng xin được thông báo đến quý vị khán giả về chương trình ưu đãi mua 2 tặng 4 vô cùng hấp dẫn đang diễn ra ngay trong chương trình trực tiếp này. Theo đó thì 88 khán giả đầu tiên gọi điện tới số tổng đài miễn cước 1-800-6802 đặt mua 2 hộp Bách Niên Kiện 80 viên sẽ được tặng ngay 4 hũ Bách Niên Kiện 10 viên. Quý vị hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay về tổng đài miễn cước 1-800-6802. Xin nhắc lại 1-800-6802 để có cơ hội nhận được quà tặng đặc biệt lớn nhất từ trước đến nay từ Bách Niên Kiện quý vị nha. Và thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa, hiện tại thì tổng đài tư vấn trực tiếp 1-900-636-802 của chương trình vẫn đang mở. Quý vị khán giả đang gặp phải vấn đề về đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay hay là sưng đau nhức xương khớp thì hãy nhanh tay gọi lên tổng đài để được chuyên gia của chương trình tư vấn về tình trạng bệnh và giải pháp điều trị. Do thời lượng có hạn, một lần nữa xin được nhắc lại, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên kết nối những người gọi điện lên sớm nhất. Còn ngay bây giờ, chương trình sẽ xin mời quý vị cùng gặp gỡ khán giả đầu tiên. Chúng ta hãy cùng theo dõi những chia sẻ của cô Phạm Thị Thủy, 56 tuổi ở Long An. Mời bộ phận trường quay kết nối. Phạm Thị Thủy, 56 tuổi, ở Cần Đước, Long An. Ngày xưa gánh vác lần bao 40-50 kg vậy á. Đi bộ đây, từ đây ra chợ mấy cây số lận, 4-5 cây số vậy. Hồi đó đây nước ngập mênh mông mà đó đi phải lội lũm bũm luôn. Mấy tuổi là bắt đầu làm tới 40 tuổi, bắt đầu đau nhức xương khớp, nhức khớp gối. Công vô không được, mỗi lần ngồi phải chổi tay mới đứng dậy được, xếp bằng cũng không được nữa. Đau bây giờ hãy co lại là bắt đầu nó đau luôn, không có đau từng cơn. Đau mỉ cả ngày, đau dài lắm. Cái gió chọi chọi nó cũng nhức, đêm ngủ nó cũng nhức. Phải lăn qua lộn lại này, bóp này, ngồi cho nó bớt. Đi thì nó không lụp cụp, vậy co vô co da. Mình ngồi mình co vô co da là nó kêu lụp cụp.
Đi khám nữa, bác sĩ nói bệnh đau khớp gối. Uống thuốc tiền thời gian cũng không thấy giảm bớt nữa. Tinh thần giờ buồn, biết làm sao giờ cũng phải vượt qua thôi, chứ sao. Lúc đó sợ không biết đau rồi gối đây giờ đi không được rồi, không biết ai lo cho mấy đứa con nữa. Thưa quý vị, với trường hợp của cô Thủy thì rõ ràng là chúng ta cùng chia sẻ với cô và tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn cũng thấy là với trường hợp của cô Thủy, khi mà hai đầu gối phát ra tiếng kêu lục khục như vậy, chỉ cần là ngồi co duỗi ra là cái tiếng kêu từ khớp là bắt đầu phát ra, làm cô khó chịu, thậm chí là đau đến mức mà cái nỗi lòng của cô bây giờ là sợ mình đau như vậy rồi không ai lo cho con gái của mình. Quay lại cái trường hợp, cái triệu chứng của cô Thủy nó khởi phát từ lúc cô còn trẻ đến 40 tuổi, khi mà cô lao động rất nặng nề, khi mà phải khiêng vác đến tầm 40-50 kg như vậy. Và cô đã điều trị rất nhiều lần, thậm chí là điều trị nhưng không khỏi, và tình trạng này nó cứ tái đi tái lại. Vậy câu hỏi đặt ra là với trường hợp của cô Thủy, có phải là một trong những triệu chứng điển hình với những người mà thường hay lao động nặng thì rất dễ dẫn đến những nguy cơ đau khớp như vậy hay không, thưa bác sĩ? Dạ vâng, đầu tiên mà phải nói đến là trong trường hợp mà khi chúng ta bắt đầu là có cái thỉnh thoảng có cái cơn đau ở vùng khớp, đặc biệt là hai cái khớp gối của mình, giống như trường hợp của cô Thủy, cộng thêm là nếu chúng ta cứ thấy là mỗi lần chúng ta cử động chúng ta cứ nghe nó kêu lục cục ở trong đó, thì đây là một trong những dấu chứng được gọi là một cái dấu hiệu của cái thoái hóa khớp gối. Cái thoái hóa khớp gối thì ngoài cái triệu chứng là đau cộng thêm là những cái tiếng lục cục ở trong khớp, thì đôi khi chúng ta sẽ thấy có một dấu hiệu là thỉnh thoảng nó sẽ có những cái tình trạng sưng cái khớp gối của chúng ta lên và nó làm chúng ta đi lại không được. Thế thì cái diễn tiến tiếp là cái mà dấu hiệu mà đầu tiên chúng ta hay gặp nhất á, là khi chúng ta đi lại chúng ta sẽ thấy nó đau. Ví dụ như đặc biệt là các bạn để ý, nếu các bạn đi leo thang thì các bạn sẽ thấy đi lên thì có vẻ dễ chịu nhưng đi xuống thì nó đau nhiều hơn. Thì đó là một trong những cái dấu chứng mà của thoái hóa khớp. Thế thì cái thoái hóa khớp nó xảy ra, một trong những nguyên nhân thì do cái tích tuổi mình không nói đến rồi. Nhưng cái nguyên nhân hiện nay đối với Việt Nam chúng ta rất là nhiều, và đặc biệt xảy ra ở cái lứa tuổi khoảng thập niên 50-60. Thì là cái giai đoạn mà chúng ta phải lao động về cái nông nghiệp rất là nhiều. Do đó chúng ta thường hay khiêng vác nặng. Thật sự ra đối với trẻ bảo là khiêng 30-40 ký là chuyện bình thường. Nhưng nếu mà 30-40 ký, 50 ký mà chúng ta đi một cái đoạn đường dài, có nghĩa là cái lực của chúng ta phải chịu lên cái khớp gối của chúng ta. Mà nếu khi đó chúng ta không có một cái chế độ bảo vệ cho nó tốt thì nó cũng có thể lâu dần nó sẽ là một trong những yếu tố làm cho cái khớp gối của chúng ta lão hóa nhanh hơn. Thì ngoài cái tuổi tác ra thì có thể còn có những cái nguyên nhân mà gây nên cái thoái hóa khớp gối, như trong trường hợp cô Thủy thì đó là chúng ta lao động. Bên cạnh đó thì cũng có một số trường hợp là do chúng ta bị chấn thương. Thì không thể nói là trong lao động, đôi khi chúng ta khiêng như vậy đi cái chúng ta vấp té ngã. Và những cái vấp té ngã đó đôi khi chúng ta còn trẻ chúng ta thấy nó bình thường. Té xong đứng dậy nó hơi đau một tí xíu, vài ngày sau chúng ta đi lại. Nhưng đó là một trong những cái vết, cái tì vết ở trên cái khớp. Mà khi chúng ta bắt đầu lão hóa thì cái chỗ đó là cái chỗ mà sẽ lão hóa nhiều hơn. Và khi đó sẽ gây nên tình trạng thoái hóa khớp. Rồi ngoài ra nó còn có cái dấu hiệu là khi chúng ta ăn uống không đầy đủ. Đối với Việt Nam chúng ta cái thời mà còn gọi là còn tương đối là kinh tế còn chưa được phát triển như bây giờ thì cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta cũng không có được như không có đầy đủ. Do đó vừa lao động nặng vừa có bị chấn thương cộng thêm cái chế độ ăn không đầy đủ các chất cũng là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta bị thoái hóa khớp. Ngoài ra thì có nhiều cái công việc mà đôi khi chúng ta thấy không có gì là nặng nề hết, nhưng những cái động tác của chúng ta cứ lặp đi lặp lại quá nhiều. Ví dụ như chúng ta phải đứng nhiều một chỗ, hoặc là chúng ta phải làm việc bằng cái chân của chúng ta liên tục, thì như vậy cũng là một trong những cái yếu tố làm cho chúng ta bị thoái hóa khớp. Thì cái thoái hóa khớp, cái yếu tố đó người ta gọi đó là vi chấn thương, có nghĩa là những cái chấn thương rất là nhỏ chúng ta không nhìn thấy. Ngoài ra còn có nhiều những cái yếu tố khác, ví dụ như khi chúng ta bước vào cái tuổi lớn, chúng ta có thể bị những cái bệnh lý như viêm khớp. Viêm khớp do viêm khớp đa khớp dạng thấp, hoặc là viêm khớp gút vân vân rất là nhiều. Nó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta bị viêm khớp và thoái hóa khớp. Thế thì một câu hỏi đặt ra là, thế thoái hóa khớp thì nó có ảnh hưởng gì không? Và nó có gây những biến chứng gì không? Thật sự ra đầu tiên là nó làm cho chúng ta ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất là nhiều. Đau nhức và thậm chí cả khi thời tiết thay đổi, như hồi đầu chương trình bác sĩ có nói chuyện với Phương Hiếu, ngày hôm nay là những bác của xương khớp sẽ bị đau nhức trước đây 1-2 ngày rồi đó. Bắt đầu là thấy người mình ê ẩm, cái khớp mình đi lại khó khăn hơn. Thì đó là một trong những dấu chứng. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta mà bị cái thoái hóa khớp á, thì nó có thể làm cho chúng ta bị, nếu chúng ta không điều trị tích cực và điều trị sớm, thì nó có thể gây nên cái tình trạng gọi là dính khớp và cứng khớp. Khi các khớp của chúng ta dính lại thì lúc đó nó không còn hoạt động được nữa. Và như vậy đôi khi nó sẽ gây nên tình trạng là chúng ta bị tàn phế.
Và ở giai đoạn này thì không những là điều trị nó rất là tốn kém nhiều, mà chúng ta đôi khi chúng ta phải trải qua những cái cuộc phẫu thuật để phục hồi lại cái sụn khớp cho chúng ta, hoặc là thay cái khớp. Như vậy nó vừa tốn kém nhiều, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe qua một cuộc phẫu thuật. Đôi khi có nhiều cô bác lại bị ảnh hưởng bởi những cái biến chứng do cái phẫu thuật gây nên. Thật ra đây là một trong những cái mà bác sĩ khuyên, nếu chúng ta bị cái bệnh lý xương khớp hoặc là chúng ta bị đau nhức khớp, chúng ta nên đi khám sớm. Và khi phát hiện ra căn bệnh thì chúng ta nên điều trị một cách tích cực và điều trị một cách kiên trì để chúng ta có thể có được một cái hệ thống xương khớp của chúng ta được bảo vệ lâu dài. Chúng ta tránh đến những cái biến chứng mà không có lợi cho sức khỏe cũng như không có lợi cho hệ xương khớp của mình. Thế thì nói về trong điều trị đó, thì nó đòi hỏi một cái sự kiên trì. Đối như cô Thủy, thường thường chúng ta hay quan điểm là bác sĩ cho thuốc rồi uống vài ba ngày hết rồi thôi. Cái khi nào đau thì uống lại. Thật sự ra đó là những cái thuốc mà chúng ta, bác sĩ ta thể thuốc cho chúng ta là để giảm đi cái cơn đau. Hay người ta gọi là những cái thuốc giảm đau. Những thuốc đó chỉ điều trị giai đoạn tạm thời ở giai đoạn đầu mà thôi. Những giai đoạn sau thì chúng ta phải điều trị để làm sao phục hồi và bảo vệ được cái sụn khớp. Thì đa phần là hầu như chúng ta không kiên trì trong giai đoạn này. Nên đây là một trong những cái thất bại nếu chúng ta điều trị cái bệnh lý thoái hóa khớp mà không đúng. Thế thì trong quá trình điều trị thoái hóa khớp thì chúng ta có những cái phương pháp người ta gọi là cái phương pháp điều trị tại nhà hay phương pháp điều trị không dùng thuốc và phương pháp phải dùng thuốc. Thế thì điều trị tại nhà thì nó có những cái phương pháp nào? Đầu tiên mà phải nói đến cái hệ xương khớp của chúng ta, đặc biệt là hai cái khớp gối như cô Thủy á, là hai cái khớp chịu lực. Khi chúng ta lớn tuổi thì hầu như cái cân nặng của chúng ta là một trong yếu tố rất là quan trọng. Nếu chúng ta tăng cân liên tục hoặc là chúng ta thừa cân quá nhiều thì đây là yếu tố làm cho hai cái khớp của chúng ta phải chịu lực. Và như vậy nó sẽ làm cho là yếu tố làm cho cái khớp của chúng ta nếu điều trị thì khó phục hồi. Và cái thứ hai nữa là đôi khi chúng ta sẽ bị làm nặng thêm cái tình trạng thoái hóa khớp. Nên do đó chúng ta phải giữ một cái cân nặng lý tưởng. Để có được một cái cân nặng lý tưởng thì chúng ta phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng thì chúng ta nên hạn chế những cái chất béo ngọt quá nhiều, những cái chất tinh bột quá nhiều, mà chúng ta nên là gì? Chúng ta nên tăng cường rau củ quả trong chế độ ăn, tăng cường những chất có nhiều canxi như là trong trứng, thịt cá, trứng sữa vân vân rất là nhiều. Thì chúng ta ăn một bữa ăn mà được gọi là khoa học và phong phú, và nó có được là sự thay đổi liên tục các cái thức ăn, như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta hấp thu các cái chất rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta không được chủ quan là chúng ta không được sử dụng những chất kích thích quá nhiều. Khi chúng ta lớn tuổi thì những chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, bác sĩ nói thêm một trong này là những cái nước ngọt mà có ga, nếu chúng ta lạm dụng quá nhiều cũng là một trong những yếu tố làm ảnh hưởng đến cái hệ xương khớp của chúng ta. Và đặc biệt là những anh chị hút thuốc lá cũng là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta bị tổn thương cái khớp. Rồi, ngoài ra phương pháp tập thể dục thì không thể tách rời với lại trong quá trình điều trị bệnh lý xương khớp. Vì bệnh lý xương khớp mà nếu chúng ta không vận động thì cái xương khớp đó nó sẽ bị lão hóa và nó sẽ chết nhanh hơn. Do đó chúng ta phải tập luyện. Nhưng cái phương pháp tập luyện của chúng ta là phải tập luyện cho nó gì? Thứ nhất là nó tăng dần cái cường độ. Có nghĩa là chưa quen thì chúng ta phải tập chút chút, tăng dần cái thời gian cho đến khi chúng ta duy trì được cái chế độ tập luyện chúng ta khoảng 30 hoặc 45 phút trong một ngày. Cho đến hiện nay thì nhiều phương pháp tập luyện đối với từng cái tổn thương một nó sẽ có những phương pháp tập luyện khác nhau. Ví dụ như đối với trường hợp mà thoái hóa khớp gối thì đầu tiên là chúng ta nên hạn chế đi lại quá nhiều. Nếu chúng ta đang đau như vậy mà nếu chúng ta đi bộ hoặc chúng ta chạy bộ sẽ là một cái tác động lên cái hệ xương khớp của chúng ta, đặc biệt hai cái khớp gối. Do đó các thầy thuốc sẽ khuyên là chúng ta nên tập ở cái tư thế mà giảm trọng lực hoặc là ít trọng lực. Ví dụ chúng ta có thể đi bơi, chúng ta có thể tập tại chỗ. Ví dụ với phương pháp là chúng ta tập đạp xe đạp trên không trong thời gian để cho nó cái khớp của chúng ta vận động. Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu là tăng dần theo cái diễn tiến của cái căn bệnh của mình. Đó là cái phương pháp tập luyện. Thế ngoài ra thì hiện nay một trong những giải pháp mà nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái hệ xương khớp của chúng ta đó là giải pháp từ những cái sản phẩm từ thảo dược. Thật ra thì mình gọi là hiện nay mình gọi là sản phẩm thảo dược, nhưng ngày xưa thì các thầy thuốc người ta, y học cổ truyền người ta sẽ gọi là những bài thuốc đông y. Những cái đó là nó tập hợp những cái hoạt chất, những cái thành phần từ thảo dược, nghĩa là những cái cây thuốc của chúng ta. Nhưng mà hiện nay với cái công nghệ hiện đại thì những cây thuốc đã được các nhà khoa học người ta gì chiết xuất thành những cái hoạt chất. Và những cái hoạt chất đó khi kết hợp lại với nhau thì nó sẽ cho ta những cái tác dụng rất là tốt, đặc biệt đối với cái hệ xương khớp. Thì chúng ta sẽ thấy là những cái hoạt chất hiện nay đã được chứng minh, và một trong những cái nhóm hoạt chất được chứng minh đó là cái cây móng quỷ và vỏ điệu trắng. Cây móng quỷ và vỏ liễu trắng là hai cái hoạt chất mà đã được chiết xuất từ những cái dược thảo từ châu Âu và đã được các nhà khoa học người ta chứng minh rất là nhiều. Khi phối hợp hai cái hoạt chất này lại với nhau,
thì nó sẽ cho chúng ta thứ nhất là cái tác dụng giảm đau kháng viêm. Do đó nó sẽ làm cho cái người bệnh của chúng ta giảm cái tình trạng đau nhức, và đặc biệt là nó sẽ giảm sưng ở các cái khớp dần đi. Rồi nếu chúng ta duy trì cái điều trị một cách kiên trì thì sau đó nó sẽ làm cho giảm tái phát những cái cơn đau. Có nghĩa là trong thoái hóa khớp thì hầu như khi có những cái yếu tố tác động nó sẽ làm cho cái cơn đau nó sẽ tái lở trở lại. Do đó nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng tái phát những cơn đau. À, bằng cách là do đó nó sẽ làm là phục hồi, nó bảo vệ cái sụn khớp của chúng ta. À, như vậy nó sẽ làm cho chúng ta tránh cái tình trạng là cứng khớp, khô khớp và đặc biệt là dính khớp. Đây là một trong những cái biến chứng mà rất là nguy hiểm cũng như là rất là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người bệnh. Thì khi chúng ta sử dụng những giải pháp từ thảo dược đó, thì nó có một cái điều là nó có tính an toàn. À, hiện nay thì đã được các nhà khoa học người ta chứng minh là khi phối hợp như vậy thường nó có cái tính an toàn. Và những cái nghiên cứu cho thấy là khi phối hợp giữa hoạt chất từ cây móng quỷ và vỏ liễu trắng thì nhiều nghiên cứu cho thấy là có cái tác dụng tới 93,3% người bệnh giảm cái triệu chứng đau nhức xương khớp, này, đau mỏi vai gáy và đặc biệt là tê mỏi chân tay. À, và cái cử động của chúng ta trở nên nó linh hoạt dần đi. Thì bác sĩ mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho khán giả của chương trình chúng ta hiểu được cái quá trình điều trị cái hệ xương khớp của chúng ta nó cần phải có những cái yếu tố nào. Dạ. Và chúng ta cần phải kiên trì để chúng ta có được một cái gọi là cái hiệu quả điều trị một cách tốt nhất. Dạ, vâng, rõ ràng. Nói như vậy để thấy rằng là để điều trị bất kỳ một vấn đề nào thì không phải chỉ đơn giản là bạn lựa chọn thuốc nào bạn dùng mà bạn còn phải phối hợp cả các cơ chế dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao phù hợp với cơ địa mình, nó phải không ạ? Và dĩ nhiên rồi, cái xu hướng điều trị bằng thảo dược hiện nay thì rất được nhiều người tin dùng là tại vì nó mang lại một cái hiệu quả an toàn như bác sĩ vừa chia sẻ, mà quan trọng nó còn lành tính nữa. Thì đã có nghiên cứu cho thấy là chiết xuất cây móng quỷ và vỏ liễu trắng kết hợp với nhau sẽ cải thiện đáng kể tình trạng bệnh cơ xương khớp. Thì công trình này đặc biệt còn được công nhận bởi Thư viện Y khoa Hoa Kỳ PubMed nữa. Vậy thì cụ thể bộ đôi thảo dược này sẽ tác động vào gốc rễ gây bệnh cũng như giảm đau an toàn và mang lại hiệu quả lâu dài như thế nào thưa bác sĩ ạ? Dạ vâng. Đầu tiên phải nói đến là cái kết hợp giữa bộ đôi cây móng quỷ và vỏ liễu trắng thì nó có tác dụng an toàn và lành tính bằng cách là nó được chứng minh qua những cái nghiên cứu từ thực nghiệm cho đến lâm sàng. Đã chứng minh là nó vừa có cái tác dụng kháng viêm, vừa có tác dụng bảo vệ và phục hồi cái sụn khớp, nhưng đặc biệt là nó ít có tác dụng phụ trong quá trình sử dụng. Cái thứ hai, những cái sản phẩm này là nó có một cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của các cái dược thảo. Do đó nó giúp cho chúng ta là gì? Phát huy được cái tác dụng mà nó lại có an toàn và chúng ta bảo đảm được. Cái thứ ba nữa là hiện nay thì với cái công nghệ hiện đại thì các nhà chuyên môn người ta lại có dùng cái công nghệ dược để tạo ra những cái sản phẩm mà chúng ta tiện dụng. Do đó khi chúng ta sử dụng cái liều lượng rất là cụ thể và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái liều trình điều trị một cách an toàn và lành tính. Và đặc biệt là trên những cái bệnh nhân này á, thì khi chúng ta sử dụng những giải pháp từ thảo dược á, thì nó có một cái điều là đa phần thì cái bệnh thoái hóa khớp là những bệnh xảy ra những người lớn tuổi. Và những người này thì thường thường có kết hợp thêm nhiều cái bệnh lý nền hoặc là những cái hoạt động của cơ thể của chúng ta bắt đầu nó suy giảm dần rồi. Thì do đó nó giúp cho chúng ta là gì? Là tránh những cái tác dụng phụ không mong muốn. Ví dụ như là có thể là không bị tổn thương đến hệ thống tiêu hóa như viêm loét dạ dày tá tràng, nó an toàn cho cái gan thận của chúng ta và đặc biệt là nếu chúng ta có những bệnh lý nền thì nó không ảnh hưởng đến những bệnh lý nền. Và cái vế thứ hai là bác sĩ nói đến là cái Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên đây là một cái PubMed là một trong cái gọi là cái thư viện mà nó giúp cho chúng ta là các nhà chuyên môn người ta thường những cái bài báo mà có hiệu quả, có tác dụng khi nghiên cứu thì thường thường những cái nghiên cứu đó sẽ được đăng lên cái tạp chí này. Và đây là một trong những cái nơi mà nó gì đó chứng minh là cái nghiên cứu đó nó có hiệu quả và nó được các cái nhà chuyên môn họ đánh giá, rồi khi đó chúng ta mới được đăng lên. Do đó những cái nghiên cứu mà được đăng trên PubMed là những nghiên cứu mà giúp cho những cái nhà chuyên môn người ta gì đó tham khảo và đặc biệt là nó chứng minh được là cái tính hiệu quả của cái nghiên cứu đó. Đó là một trong những cái đặc điểm. Thì với cái sản phẩm mà tự chiết xuất từ bộ đôi cây móng quỷ và vỏ liễu trắng thì đã được đăng trên cái PubMed. Đây là một trong những cái gọi là những cái tờ báo mà uy tín, báo điện tử đó uy tín của cái ngành y của chúng ta. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta là có vừa được cái khi chúng ta sử dụng chúng ta cảm thấy an toàn, đã được các nhà khoa học chứng minh rồi mà đã được kiểm nghiệm bởi những cái hệ thống của y khoa của chúng ta. Và khi mà làm nghiên cứu như vậy thì đã được chứng minh là có 93,3% bệnh nhân của chúng ta là khi sử dụng là nó giảm được các cái triệu chứng và đặc biệt là nó bảo đảm được cái tính an toàn.
thì đây là một trong những cái mà nó giúp cho cái người bệnh của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta muốn sử dụng những giải pháp từ thảo dược thì chúng ta có thêm những cái tài liệu và những cái tư liệu để chúng ta có thể chọn lựa một cách tốt nhất. Dạ, vâng. Rõ ràng trong thời buổi hiện nay thì mình phải nói thẳng và nói thật, Phi Hiếu luôn đại diện cho khán giả của mình khi theo dõi chương trình đó, thì quý vị thấy là cái những sản phẩm, đặc biệt là mình thấy ở đâu đó trên mạng thì mình lướt báo mình thấy toàn là nói là chiết xuất từ thiên nhiên rồi từ thảo dược, nhưng mà quý vị phải nên là người tiêu dùng chúng ta tinh tế hơn và chúng ta xem là những cái công trình nghiên cứu ở đâu, được đăng tải ở đâu, Bộ Y tế cấp phép chưa. Và rõ ràng riêng với công trình nghiên cứu về bộ đôi cây bốn quỷ và vỏ liễu trắng trong Bách Niên Kiện thì đã được đăng trên Thư viện Y khoa Hoa Kỳ PubMed, đã chứng nhận hiệu quả giúp đến 93,3% người dùng giảm nhanh viêm khớp, thoái hóa khớp, giảm đau lưng, đau mỏi gối, tê bì chân tay và vận động dễ dàng hơn. Điều này thì không chỉ giúp cho các bác sĩ và chuyên gia ở Việt Nam đâu, mà các bệnh nhân cũng có thêm lựa chọn về giải pháp thảo dược điều trị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp an toàn, lành tính, thêm tin tưởng và an tâm sử dụng Bách Niên Kiện để điều trị bệnh nữa. Sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, lành tính và không có tác dụng phụ, thưa quý vị. Đặc biệt an toàn với những người cao tuổi và những đối tượng thường phải dùng thêm nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền. Nên quý vị yên tâm sử dụng để cải thiện tốt nhất tình trạng đau nhức xương khớp, chủ động phòng tránh nguy cơ phẫu thuật thay khớp, quý vị nha. Và quý vị khán giả cũng đừng quên là ngày hôm nay chúng tôi cũng có một chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành tặng cho quý vị, đó chính là mua 2 mà tặng đến 4, vô cùng hấp dẫn đang diễn ra. Theo đó thì 88 khán giả đầu tiên gọi điện đến số tổng đài miễn cước 1800 6802 để đặt mua 2 hộp Bách Niên Kiện 80 viên sẽ được tặng thêm ngay 4 hộp Bách Niên Kiện 10 viên. Xin nhắc lại, đây là chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay nên số lượng quà tặng chắc chắn sẽ giảm rất nhanh, thưa quý vị. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800 6802, xin nhắc lại 1800 6802, để có cơ hội nhận quà tặng đặc biệt từ Bách Niên Kiện, quý vị nha. Và thưa quý vị, cũng đừng quên là tổng đài tư vấn trực tiếp để kết nối với chuyên gia là bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn ngày hôm nay, đó chính là 1900 636 8802, của chúng tôi vẫn luôn mở và sẵn sàng tư vấn. Nếu đang gặp phải các vấn đề về đau nhức xương khớp nè, đau lưng hay là mỏi gối, tê bì chân tay và các bệnh lý viêm khớp, thoái hóa khớp lâu năm thì quý vị khán giả đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 636 8802 để được có cơ hội tư vấn trực tiếp thông qua màn ảnh nhỏ quý vị đang ngồi xem đây. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với vị khán giả đầu tiên để xem vị khán giả này có những vấn đề như thế nào. Mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ. Dạ alo. Alo. Dạ xin mời chia sẻ ngay tình trạng của mình, bác sĩ đang nghe đây ạ. Dạ, dạ có nghe rõ không ạ? Từ nhà chỗ khu tôi đang mưa dữ quá. Dạ dạ nghe rõ ạ. Dạ cứ tự nhiên chia sẻ đi ạ. Dạ. 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 Dạ xin chào bác sĩ Sơn, chào anh Hiếu. Dạ. À, tôi năm nay 67 tuổi, tôi ở ngay thành phố Hồ Chí Minh nè. Dạ. Năm 2021 cái lúc mà đang giữa cái đỉnh dịch đó. Dạ. Thì tôi bắt đầu bị đau ở đầu gối. Khi nó kéo lên lưng rồi cái bàn chân nó cũng tê buốt. Dạ. Xong rồi cái đi lại cứ cà nhắc vậy đó. Mà cái cảm giác nó cứ kêu lục cục, nhất là lúc mà đi xuống cầu thang á, nó kêu rột rột rột. Rồi bác sĩ ở trên bệnh viện thì nói là tôi bị thoái hóa khớp gối, gây thoái hóa đốt sống lưng, rồi chèn dây thần kinh. Rồi có nằm ở bệnh viện điều trị chắc khoảng nửa tháng á, uống đủ thứ thuốc, chi phí tốn cũng hơi nhiều á. Mà đợt đó thì cũng có thấy bớt, nhưng mà tôi về nhà được một thời gian cái nó bị lại. Rồi cứ đau đi đau lại hoài, bây giờ thì cũng đang đau đây nè. Cho nên là nói thiệt là cảm thấy khổ quá. Rồi cho nên là không biết nên chữa như thế nào, chắc nhờ bác sĩ tư vấn giùm tôi theo dõi chương trình lâu, mà nói thiệt gọi cũng hơi ngại. Hôm nay dạ bác sĩ Sơn tư vấn. Dạ vâng. Dạ xin hỏi là anh bị cái chân ở bên nào ạ? Dạ chân bên trái ạ. Chân bên nó trái. Nó kéo tê lên tới trên mông á. Dạ vâng. Có khi nào mà cái đầu gối của mình nó bị sưng lên không? Hay nó chỉ có đau thôi? Dạ nó chỉ đau thôi. Nó chỉ đau thôi. Không thấy sưng. Và khi đi lại thì nó đau ở cái đầu gối nhiều phải không? Nó lâu lâu nó hơi sẹt sẹt, giống như cảm giác như điện dịch nhẹ đó, mà nó kéo dài lên tới trên mông. Xin hỏi là ngoài cái đau nhức khớp ra mình còn bị bệnh gì khác nữa không ạ? Dạ có bị bao tử. Có bị bao tử. Dạ mình chích thuốc giảm đau, mà cái dòng Alexand thì bị dị ứng. Nổi mề đay á bác sĩ. Dạ. Cái tính dị ứng. Mình có uống bia rượu thuốc hút thuốc lá này kia nhiều không anh hả? Dạ hồi đó còn đi làm thì có, nhưng bây giờ thì nghỉ rồi thì thôi. Cũng tự biết là yếu rồi. Anh vừa bị cái đường tiêu hóa của mình ha, và mình bị cái tình trạng đau nhức xương khớp. Ở đây mình có cái thoái hóa cột sống và cái thoái hóa cái gớp gối ở bên trái. Thì đôi khi á, thì cái thoái hóa khớp thường thường chúng ta sẽ thấy là thoái hóa hai cái khớp gối.
Yeah. Nhưng có nhiều trường hợp là chúng ta chỉ thấy đau một khớp thôi. Và khi chúng ta kiểm tra cái khớp bên kia có thể là nó mới bắt đầu có thoái hóa chưa nhiều. Nhưng mà vì có đôi cái khớp bên này có thể là chúng ta có những cái chấn thương mà chúng ta không biết. Hoặc là chúng ta chịu lực nó nhiều quá thì đôi khi chúng ta sẽ bị thoái hóa. Thế thì cái của anh là nó có hai cái tình trạng của cái thoái hóa khớp. Trong điều trị thoái hóa khớp thì giống như bác sĩ chia sẻ đầu chương trình là thường chúng ta quan điểm là hết đau là hết bệnh. Do đó chúng ta thường chúng ta đi điều trị một thời gian rồi chúng ta ngừng. Và chúng ta chờ đến khi nào nó đau trở lại thì chúng ta lại đi điều trị một cái đợt kế tiếp. Thì bác sĩ cũng xin thưa luôn là đây là không phải là cái cách trong điều trị của bệnh lý xương khớp và đặc biệt là bệnh lý thoái hóa khớp. Vì trong thoái hóa khớp thì khi giảm cơn đau rồi có nghĩa là hết cái giai đoạn cấp mà đau rồi thì chúng ta vẫn phải duy trì cái chế độ điều trị. Và cái thời gian điều trị sau này là thời gian điều trị chúng ta không có sử dụng thuốc giảm đau nhiều mà chúng ta sẽ chuyển sang làm sao bảo vệ và tái tạo được cái sụn khớp. Có nghĩa là chúng ta làm cho chậm đi cái quá trình lão hóa của cái sụn khớp. Mà thường giai đoạn này thì chúng ta bỏ quên. Bỏ quên nó có nhiều yếu tố lắm. Một là tự dưng hổng đau bắt phải uống thuốc. Yeah. Thứ hai là tốn tiền. Dạ đó là cái mà rất là khó chịu. Thành ra và cái quan điểm nữa là đặc biệt là đối với nam, có nhiều bác sĩ thường gặp nam nhiều khi nghĩ là uống thuốc là mình bắt đầu lão hoặc là mình bắt đầu suy yếu rồi nên cảm giác không thích uống thuốc nữa. Đó là một trong những cái yếu tố. Thế thì với trường hợp của anh thì bác sĩ nghĩ trong trường hợp của mình thì bác sĩ nghĩ có thể sử dụng cái sản phẩm có kết hợp giữa cây móng quỷ và vỏ liễu trắng. Đầu tiên là sẽ sử dụng. Thì khi sử dụng như vậy thì chúng ta nên dùng là 3 viên sáng và 3 viên chiều. Và đây là sản phẩm từ thảo dược nên nó sẽ không giảm đau giống như những cái thuốc giảm đau mà anh đã từng dùng. Là vì ví dụ như khi đang đau như vậy chúng ta uống vào khoảng 1 tiếng, 2 tiếng sau là nó hết à, nó hết cơn đau. Nhưng mà đối với thảo dược thì hầu như là 1-2 ngày đầu chúng ta chưa thấy cái hiệu quả gì hết hoặc là chỉ thấy chút chút thôi. Nhưng mà đến ngày thứ 3 trở đi bắt đầu là cái hiệu quả nó bắt đầu có tác dụng. Là chúng ta thấy hình như cơn đau bắt đầu có thay đổi cái cơn đau. Và sau 2 tuần thì chúng ta sẽ thấy là cơn đau nó bắt đầu thay đổi rất là nhiều, nó giảm rất là nhiều. Và khi hết 2 tuần đầu thì chúng ta có thể chuyển sang cái giai đoạn chúng ta uống 2 viên sáng và 2 viên chiều. Đây được gọi là cái liều duy trì. Vì trong giai đoạn đầu á, thì cái phát huy cái tác dụng giảm đau kháng viêm của hai cái dược thảo là cây móng quỷ và vỏ liễu trắng. Nhưng ở cái giai đoạn sau á, thì ngoài cái tác dụng giảm đau kháng viêm tại chỗ ra thì cái tác dụng mà bảo vệ và tái tạo sụn khớp nó bắt đầu phát triển. Yeah. Đó. Và khi đó thì những cái cơn đau của chúng ta nó không còn là vì cái tình trạng viêm nó hết rồi và bắt đầu là cái nó phục hồi dần cái sụn khớp và nó bắt đầu bảo vệ cái sụn khớp của chúng ta. Nên khi chúng ta sử dụng khoảng 3 đến 6 tháng thì hầu như cái cơn đau của chúng ta nó ít xuất hiện lắm. Và sau 3 đến 6 tháng mà cái cơn đau nó hoàn toàn không có thì anh đi lại một cách nhẹ nhàng rồi chúng ta có thể giảm. Chúng ta có thể giảm bằng hai cách. Một là chúng ta có thể dùng 2 viên, một viên sáng, một viên chiều duy trì một thời gian rồi sau đó chúng ta ngừng. Và bên cạnh đó chúng ta có thể ngưng luôn. Nhưng mà sau đó nếu mà chúng ta tái phát trở lại thì chúng ta có thể dùng lại một cái liệu trình nữa. Và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta sử dụng giải pháp từ thảo dược thì nó thứ nhất đối với trường hợp của anh thì nó an toàn là vì nó sẽ không có bị ảnh hưởng lên cái đường tiêu hóa đâu. Như vậy nó sẽ không có làm cho anh khó chịu giống như khi chúng ta dùng thuốc giảm đau. Cái một cái kế nữa là chúng ta đừng quên là phải thay đổi cái chế độ ăn, có chế độ dinh dưỡng cũng như chế độ tập luyện của mình. Thì trong cái giai đoạn này đang đau thì anh nên tập những cái động tác, ví dụ như đối với trường hợp của anh thì bác sĩ khuyên nên đi bơi. Vì hiện nay đi bơi nó vừa tốt cho cái hệ xương khớp, là nó vừa tốt cho cái đầu gối, mà nó vừa tốt cho cái cột sống của mình luôn. Thì nếu chúng ta đi bơi được, đó là điều rất là tốt. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tập những động tác đầu tiên là tập động tác không có chịu lực. Nghĩa là chúng ta có thể đạp xe đạp. Chúng ta có thể đến phòng tập, chúng ta đạp những cái xe đạp mà thể thao. Hoặc là ở nhà chúng ta có thể đạp bằng cách là chúng ta ngồi chúng ta đạp không. Chứ chúng ta không có đi bộ nhiều. Rồi sau đó chúng ta tăng dần cái chế độ tập luyện lên. Cái thứ hai nữa đối với cái cột sống thì chúng ta có thể tập bằng cách là khi mà chúng ta đạp xe đạp bằng tư thế nằm á, chúng ta có thể ôm cái chân vào. Như vậy nó sẽ làm giãn cái cột sống của chúng ta ra và như vậy nó sẽ giúp cho nuôi dưỡng lại cái cột sống kết hợp với là khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm từ thảo dược. Thì bác sĩ mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho anh thứ nhất là hiểu qua cái quá trình điều trị cái bệnh thoái hóa khớp của mình để cho mình có được một cái kiên trì trong quá trình điều trị. Cái thứ hai là chúng ta nên cố gắng là tuân thủ gọi là bác sĩ hay gọi là điều trị một cách toàn diện. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình có được một cái hiệu quả điều trị một cách an toàn và một cách là gì liên tục hơn. Thì mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp cho anh giải quyết được cái căn bệnh của mình. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và rõ ràng là trong trường hợp việc khán giả vừa gọi điện về, chúng ta là cơ địa dị ứng, phải không ạ? Và Hiếu cũng dị ứng
y chang cái thành phần hợp chất có trong thuốc giảm đau đó. Và Hiếu đã đi khám bác sĩ và đã tìm ra được cái việc mình bị dị ứng với ibuprofen bác sĩ. Cho nên các loại thuốc giảm đau nào mà có cái hợp chất đó mà mình dùng vào một cái là sưng mặt sưng mày lên hết. Rất là khó chịu. Cho nên cái cơ địa của chú cũng bị dị ứng nữa thì chú cẩn thận nha. Với những người có cơ địa dị ứng thì việc chúng ta tiếp cận với thuốc tây, chúng ta luôn luôn phải chia sẻ với bác sĩ rằng là mình đang bị dị ứng cái thành phần đó, cái hợp chất đó, để tránh trường hợp chúng ta bị những cái dị ứng nó đột ngột nó đến với mình. Còn bên cạnh đó, đã bị dị ứng rồi thì thảo dược là một lựa chọn hàng đầu. Là tại vì nó an toàn, nó lành tính vô cùng luôn. Với trường hợp của chú thì chú hỏi là giải pháp nào để giải quyết vấn đề đó thì Hiếu nghĩ rằng là mình nên tiếp cận sớm. Là tại vì khi tiếp cận với thảo dược sớm, cụ thể là bách niên kiện trong chương trình ngày hôm nay giới thiệu á, có sự kết hợp giữa bộ đôi cây móng quỷ vỏ liễu trắng, nó rất phù hợp với vấn đề mà chú đặt ra, đó chính là giảm đau nhức xương khớp. Và chú cẩn thận nha, là tại vì nếu mới bị đau một khớp thôi á, mà mình không tích cực điều trị, đau luôn khớp còn lại. Là tại vì cái tư thế và cái hành vi của mình khi di chuyển do một khớp bị đau á, mình thường bị nương khớp bên kia, mà khi nương như vậy hoài thì cái tư thế sai này làm cái khớp còn lại cũng dẫn đến thoái hóa nhanh chóng luôn. Vì vậy bên cạnh việc mình tiếp cận ngay giải pháp thảo dược là bách niên kiện thì mình còn phải vận động, là tập luyện thể dục thể thao, và quan trọng là để ý cái tư thế cũng như có một chế độ dinh dưỡng tốt. Và chú đừng quên là chương trình ngày hôm nay đang có một ưu đãi rất hấp dẫn từ nhãn hàng bách niên kiện dành tặng cho khán giả đang theo dõi chương trình, đó chính là mua 2 thôi mà tặng đến 4 lần. Mua 2 hộp bách niên kiện 80 viên sẽ được tặng ngay 4 hộp, mỗi hộp 10 viên nữa, nghĩa là mình vừa có thêm bách niên kiện để dùng, vừa tiết kiệm chi phí cho mình nữa. Đây là ưu đãi lớn chưa từng có của bách niên kiện, cho nên chú hãy tận dụng cơ hội này để giải quyết vấn đề đau nhức xương khớp của mình chú nha. Chúc chú nhiều sức khỏe và cảm ơn chú đã gọi điện về chương trình ạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với vị khán giả tiếp theo, xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Dạ alo. Dạ. Xin chào và xin mời chia sẻ tình trạng của mình, bác sĩ Sơn đang nghe đây ạ. Tôi muốn hỏi một chút xíu là tôi thấy bác sĩ đang tư vấn tôi tình vi rồi dạ. Thì cách đây 5 năm tôi được chẩn đoán là thoái hóa ở đầu gối với thoái hóa cột sống lưng. Dạ. Bác sĩ cho tôi uống mấy cái thuốc tây nhưng mà dặn nhiều là không có uống thuốc nhiều tại thuốc tây không có tốt. Dạ. Gần đây thì tôi lại bị đau, nhưng mà tôi thấy bác sĩ nói là có cái thuốc dược thì tôi đang phân vân không biết nó có tác dụng không. Tại gần đây vẫn bị đau nhưng mà uống thuốc tây thì hết rồi, sau thì cũng đau lại. Xin hỏi bác sĩ là cái này chỉ có sự gì không biết là nếu mà tôi đau thì uống nó có tác dụng không. Sắp tới mà đi chơi mà có uống thuốc tây thì tôi không ngại. Dạ, mời dự máy để bác sĩ hỏi thêm vài câu ạ. Dạ, xin mời. Hiện nay thì khi mà mình điều trị như vậy là thời gian của mình là bao lâu rồi ạ? Tôi là mấy năm, là 4-5 dạ, năm rồi. 4-5 năm một lần, một đợt điều trị là khoảng chừng 7 ngày, 10 ngày. Dạ, dạ vâng. Là sau bao lâu thì nó lại đau trở lại ạ? Hết thì độ chừng tuần, 10 ngày sau lại đau. Dạ, vâng. Dạ. Và ngoài cái này ra thì chị còn bị bệnh gì khác nữa không ạ? Tôi thì chỉ bị dạ dày, hay đau. Dạ, vâng. Dạ, vâng. Với trường hợp của chị thì bị đau dạ dày nữa, mà cộng thêm cái thoái hóa của cái khớp. Ở đây chúng ta gọi là thoái hóa đa khớp, vừa là khớp cột sống, vừa là khớp gối luôn. Thì với trường hợp của chị thì bác sĩ nghĩ vẫn có thể sử dụng bách niên kiện được, vì trong này nó vừa có cái tác dụng giảm đau kháng viêm, do đó nó sẽ làm giảm đi cái triệu chứng đau, giống như là chị sử dụng những cái thuốc mà giảm đau của mình là trong giai đoạn đầu. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có tác dụng vừa là bảo vệ cái sụn khớp. Tuy nhiên khi sử dụng thì một cái điều mà bác sĩ phải chú ý là đây là một bệnh lý nó gắn liền với cái tuổi tác, nó gắn liền với cái sự thoái hóa, có nghĩa là nó đang bị bào mòn dần cái những cái sụn khớp của chúng ta. Do đó nếu chúng ta điều trị trong 1-2 ngày, 1-2 tuần thì nó chỉ là cái giai đoạn điều trị cái triệu chứng mà thôi. Cái quan trọng nhất là làm sao cho cái sụn khớp của chúng ta nó không mòn hoặc nó chậm mòn đi, và những cái vùng mà sụn khớp bị tổn thương nó có thể phục hồi được. Thì như vậy nó sẽ bảo vệ được cái sụn khớp của chúng ta lâu dài hơn. Khi cái sụn khớp của chúng ta nó được bảo vệ hoặc nó được phục hồi, cộng thêm là cái tình trạng viêm sưng ở trong đó không còn nữa, thì nó sẽ giảm đi cái triệu chứng đau. Và như vậy chúng ta sẽ vận động một cách nhẹ nhàng hơn. Thì đây cũng là một cái yếu tố vừa giúp cho chúng ta giải quyết cái triệu chứng, vừa giải quyết cái căn nguyên gây ra bệnh, và vụ giúp cho chúng ta là có thể lại vận động một cách tốt nhất. Có nhiều cô bác khi bảo là tập thể dục thì cô bác bảo đau lắm, không có tập được. Đúng là khi chúng ta đang đau nhức khớp thì nếu nói chúng ta tập rất là đau, và đôi khi nó không có cái người bệnh sẽ không có kiên nhẫn để tập. Là các anh chị cứ thử tưởng tượng tôi đưa cái cầu đầu gối ra, đưa cái chân đi là đã đau rồi, làm sao mà tập được nữa. Do đó khi chúng ta bắt đầu giảm cái triệu chứng đau trong 1-2 tuần đầu khi chúng ta sử dụng cái bách niên kiện á, thì chúng ta bắt đầu tập dần quen đi. Đó là chúng ta tập nhẹ dần cho đến khi chúng ta tăng dần. Nếu tăng dần thì chúng ta nên tăng từng thành tuần,
hoặc là 2 tuần, chứ chúng ta không nên tăng liền trong mỗi ngày. Dạ, đúng. Như vậy nó sẽ cái khớp chúng ta nó sẽ không chịu đựng được. Và khi chúng ta tập như vậy thì chúng ta nên nương. Ở giai đoạn mà chúng ta đau nhiều quá thì chúng ta hạn chế đi lại quá nhiều. Vì mỗi lần đi lại thì nó sẽ làm tác động lên cái khớp và nó sẽ đau nhiều hơn và nó làm tổn thương cái khớp nhiều hơn. Khi chúng ta bớt đau rồi chúng ta bắt đầu đi lại. Và đặc biệt là những cái tư thế mà chúng ta không nên, hoặc là chúng ta hạn chế không nên ở những cái tư thế đó, là đối với người Việt của chúng ta là hay ngồi xổm, hay ngồi chồm hổm á, là đó là một trong những cái tư thế rất là xấu cho hai cái khớp gối và cái khớp cột sống lưng của chúng ta. Cái kế nữa là cái mà chúng ta hay có thói quen là chúng ta cúi cái lưng chúng ta xuống, cúi rất là đột ngột, hoặc là chúng ta bê vác một cái gì đó. Tuy rằng nó rất là nhẹ nhưng mà nó cũng là một cái gánh nặng đối với cái đầu gối cũng như đối với cái cột sống thắt lưng của chúng ta. Nên chúng ta nên hạn chế trong giai đoạn mà ít nhất là trong vòng 6 tháng đầu chúng ta hạn chế những cái thao tác này. Sau đó chúng ta làm việc thì chúng ta nên chú ý là khi chúng ta cúi như vậy đó thì chúng ta nên vừa cúi vừa cong cái đầu gối và vừa cúi nhẹ cái lưng mà thôi. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái đầu gối của chúng ta cũng như là cái cột sống thắt lưng của chúng ta nó không phải chịu lực nhiều. Đó là một trong những cái cách. Và cái thứ hai là chúng ta phải tập dần cái cột sống và cái đầu gối của chúng ta để chúng ta có được một cái hoạt động của hai cái nơi này nó được một cách là điều hòa hơn. Và các bác sĩ phải giải thích là tại sao chúng ta tập. Khi chúng ta sử dụng bất kỳ một cái loại sản phẩm dược thảo nào thì nó cũng sẽ có những cái hoạt chất và phải đến những cái vùng đó để nó phát huy cái tác dụng. Khi chúng ta tập luyện nhiều thì nó sẽ giúp cho máu đến cái nơi đó và nó sẽ đưa những cái chất đó đến và như vậy nó sẽ phát huy tác dụng tốt hơn. Do đó chúng ta nên kiên trì. Giai đoạn đầu chúng ta chưa tập được nhiều, chúng ta tập nhẹ nhẹ hoặc là chúng ta sẽ xoa. Chúng ta dùng cái tay của chúng ta xoa bóp những cái vùng đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ có kết hợp chúng ta tập luyện. Thì bác sĩ mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho cô đó cố gắng là chúng ta kiên trì trong quá trình điều trị. Bác sĩ hay nói những cái người bị bệnh khớp là kiên trì là vì cái khớp điều trị rất rất là lâu dài. Và nếu chúng ta đang có một cái hiệu quả rồi, có nhiều người có hiệu quả rồi, sau đó chúng ta chủ quan chúng ta bỏ qua, chúng ta không tiếp tục nữa, thì đến khi nó tổn thương trở lại và chúng ta điều trị ngay từ đầu. Và đặc biệt là khi chúng ta lớn tuổi thêm vài tuổi nữa thì nếu cái tổn thương nó xảy ra nó sẽ nặng nề hơn những cái năm trước nữa. Do đó chúng ta nên kiên trì để điều trị. Và có những bác thì bác sĩ cũng khuyên là sau khi chúng ta điều trị một liệu trình rồi, đến năm sau mà chúng ta thấy hình như cái người mình nó không được khỏe lắm, bắt đầu nó hơi khó chịu, chúng ta có thể sử dụng lại một liệu trình để giúp cho cái xương khớp của chúng ta nó bảo vệ, bảo vệ lâu dài hơn. Bên cạnh đó thì cô cũng nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng như bác sĩ chia sẻ đầu chương trình để chúng ta có được một cái sức khỏe một cách toàn diện hơn. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và với trường hợp của cô thì bên cạnh cái cơ địa bị dị ứng thì cái cơ địa bị đau dạ dày cũng phải để ý. Là tại vì những người bị đau bao tử đi uống thuốc tây, lúc nào mẹ Hiếu là một trường hợp như vậy, luôn luôn dặn bác sĩ là bác sĩ ơi mẹ em bị đau bao tử, để bác sĩ biết bác sĩ lấy những cái liều thuốc nào cho nó phù hợp hơn, thì mình cũng nên cân nhắc và luôn luôn nhắc nhở bác sĩ như vậy để bác sĩ đưa ra những cái giải pháp tốt nhất cho mình. Thì riêng với trường hợp những người lớn tuổi bị đau dạ dày, khi chúng ta dùng thảo dược cũng là một cách để chúng ta có thể giải quyết vấn đề cái bao tử chúng ta yếu. Vậy thì với trường hợp của cô đã được chẩn đoán thoái hóa rồi thì mình điều trị thôi. Hồi nãy lúc đầu chương trình Hiếu có dùng sai từ, không phải là chế độ thoái hóa mà là cái cơ chế thoái hóa của cơ thể. Đây là cái cơ chế tự nhiên của cơ thể, không ai chúng ta mà trẻ hoài được, chúng ta luôn luôn sẽ từ từ già đi. Cho nên việc chúng ta làm cách nào đó để ngăn cái tiến trình thoái hóa này nó tiến triển nhanh thì mình sẽ có cách để mình luyện tập nè, mình dinh dưỡng nè. Bên cạnh đó là mình phải có chế độ mình can thiệp bằng các phương pháp, mà một trong những xu hướng hiện nay là dùng thảo dược. Với trường hợp của cô dùng bách niên kiện nha cô nha. Tại vì bách niên kiện sẽ giúp cho cô giải quyết vấn đề thoái hóa của cô đúng trọng tâm vấn đề luôn, mình đã được chẩn đoán rồi. Bên cạnh đó là cô cũng nên dành thời gian mỗi năm thì cô dùng 1-2 lần mình đến bệnh viện để thăm khám tổng quát cho nó tốt với sức khỏe của mình. Và cô đừng quên là bách niên kiện đã có chương trình ưu đãi rất hấp dẫn dành tặng cho cô, đó chính là ngay trong thời gian phát sóng trực tiếp này, khi mà cô mua 2 hộp bách niên kiện trong chương trình 80 viên mỗi hũ, cô sẽ được tặng ngay 4 hộp bách niên kiện mỗi hộp 10 viên nữa, gia tăng các số lượng để mình dùng lâu dài như bác sĩ vừa chia sẻ nè. Bên cạnh đó mình tiết kiệm chi phí cho mình nữa. Chúc cô nhiều sức khỏe cô nhé. Cảm ơn cô đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và thưa quý vị, Phương Hiếu xin được phép nhắc lại, bách niên kiện là sản phẩm đã được thực hiện nghiên cứu lâm sàng chứng minh tính hiệu quả và an toàn trên người bệnh bị đau nhức xương khớp bởi Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy là có tới 93,3% bệnh nhân cải thiện hiệu quả tình trạng đau nhức và chức năng vận động. Vì vậy, để phục hồi chức năng xương khớp, giảm đau mỏi khớp gối, tê bì chân tay và hỗ trợ điều trị các bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp, quý vị có thể hoàn toàn tự tin tham khảo sử dụng sản phẩm thảo dược có chất chiết xuất từ cây bóng quỷ và vỏ liễu trắng, trong đó tiêu biểu là bách niên kiện giúp cải thiện các bệnh lý về viêm khớp,
thoái hóa khớp. Nếu uống bách niên kiện hàng ngày không bỏ bữa, chỉ sau từ 1 đến 2 tuần sử dụng là bệnh nhân cảm nhận được tình trạng đau nhức, sưng nóng tại ổ khớp bị đau là viêm đã giảm và chức năng vận động cũng tiến triển rồi. Và sau từ 3 đến 6 tháng kiên trì sử dụng liên tục ha, tình trạng đau sưng khớp, cứng khớp buổi sáng được cải thiện rõ rệt luôn. Uống nhắc lại hàng năm sẽ rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tái đi tái lại và tránh biến chứng nguy hiểm nữa. Và theo phản hồi của nhiều người bệnh thì kiên trì dùng lâu dài sẽ rất tốt và hiệu quả trong việc tái tạo và bảo vệ sụn khớp, làm chậm quá trình thoái hóa các khớp và đốt sống được phục hồi tối đa luôn, giúp ngăn chặn tái phát đau nhức khi thời tiết thay đổi, phòng tránh biến chứng nguy hiểm. Quan trọng hơn là giúp hạn chế tối đa nguy cơ phải phẫu thuật thay khớp. Mình dùng bách niên kiện từ bây giờ là yên tâm đi chơi cả mùa hè sắp tới luôn quý vị nha. Phía cũng xin được nhắc lại đến quý vị khán giả về chương trình ưu đãi đặc biệt mua 2 thôi mà tặng đến 4, với quà tặng thêm là 4 hũ bách niên kiện mỗi hũ 10 viên dành cho 88 khách hàng đầu tiên. Gọi điện tới số tổng đài miễn cước 1-800-6802 trực tiếp đặt mua 2 hộp bách niên kiện trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay về tổng đài miễn cước 1-800-6802. Xin nhắc lại 1-800-6802 để cùng nhãn hàng bách niên kiện xua tan nỗi lo đau nhức xương khớp với quà tặng vô cùng hấp dẫn lớn nhất từ trước đến nay dành tặng quý vị nha. Thưa quý vị, trong số phát sóng kỳ trước thì cô Nguyễn Thị Mộng Hoàng Hoa, 62 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã được chuyên gia của chương trình tư vấn sử dụng vi xương khớp bách niên kiện để hỗ trợ điều trị thoái hóa xương khớp. Mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn cùng với tất cả quý vị khán giả cùng gặp lại cô Hoa xem giải pháp thảo dược đã đem đến hiệu quả như thế nào. Xin mời. Tôi tên là Nguyễn Thị Mộng Hoàng Hoa. Tôi sinh năm 1962. Hiện ngụ tại địa chỉ là 61 đường 7. Khu phố 2, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức. Bắt đầu đau nhức xương khớp thì cũng khoảng chừng 50. Cái đau chính nhất là ở hai cái đầu gối. Nó làm cho mình đi lại cũng đau. Đó, rồi cũng đi khám bệnh, bác sĩ bệnh viện. Thì bác sĩ cũng bảo là cô bắt đầu thoái hóa khớp gối. Rồi nhiều khi đứng lên nghe cũng cộp một cái đấy, cũng có đấy. Có thời gian tôi cũng bị gai gót chân đó. Nó giống như là chụp hình lên thấy có những cái nhọn nó mọc ra đó. Thì cũng phải điều trị. Đau âm ỉ ngày đêm luôn. Đứng dậy chân trước rồi chân sau. Rồi từ từ bước đi chứ không có đi ngay được. Bác sĩ nói là thuốc khớp là nó phải đau bao tử. Cho nên là cô cố gắng ăn thật no rồi cô ăn uống. Nhưng mà tôi đã khắc phục bằng cách tôi về nhà tôi đã ăn no rồi. Tôi uống nó vẫn đau bao tử. Tôi có tập vật lý trị liệu được một thời gian dài. Nhưng mà cái chân khớp nó vẫn cứ đau à. Có một lần chị tôi cho tôi cái thuốc bắc gọi là khớp. Thì tôi uống xong rồi tôi lên cân quá, huyết áp nó lại tụt kinh khủng. Thế tôi ngưng luôn. Thì sau một tuần, hai tuần sau tôi mới trở lại được bình thường. Tôi cảm thấy mình đi lại khó khăn, người thì yếu, rồi phiền muộn ăn uống cũng không ngon. Thì tôi cũng mong có một cái giải pháp tối ưu nào đó để cải thiện cái sức khỏe cho mình. Chữa bệnh, đỡ bệnh, rồi lại tái phát. Những tưởng cuộc sống của cô Hoa sẽ mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy không lối thoát ấy. Thì cuối cùng, một tia sáng hy vọng xuất hiện, làm thay đổi mọi thứ khi cô may mắn tìm được giải pháp thích hợp, giúp cải thiện những cơn đau nhức khớp gối một cách hiệu quả. Qua tìm hiểu thì tôi thấy cái thảo dược này nó có chứa cái cây móng quỷ và vỏ liễu trắng. Tôi dùng thì tôi thấy chân mình nó êm, đi lại và lên cầu thang dễ dàng hơn và không thấy đau nhức. Và tôi đã quên đi cái tay phải vo ve đầu gối như lúc trước. Và tôi quên đi là những cái tiếng lục cục ở trong cái xương khớp của tôi. Cũng giống như là tôi hay có thói quen phải vo ve cái đầu gối cho nó cảm thấy cảm giác đỡ đau. Thì tôi không còn cảm thấy những cảm giác đó nữa. Buổi sáng dậy thì tôi cảm thấy là tôi dậy rồi tôi ngồi một tí cho nó tỉnh táo. Tại tôi là bệnh nền huyết áp nên tôi không có đứng lại ngay. Nhưng tôi cảm thấy đi lại nó cũng bình thường. Tôi cảm thấy hân hoan hơn. Lên trên lầu tưới cây, các cây kiểng ở trên lầu. Rồi làm việc thấy hân hoan lắm. Ăn uống nó ngon miệng hơn, thấy nó vui sống hơn. Và những công việc trong gia đình tôi kham tôi làm thoải mái, không có còn phải kiếm chỗ ngồi nữa. Những âm thanh vui vẻ ngày ngày vang lên trong căn nhà nhỏ như nói thay tiếng lòng sôi nổi lạc quan của cô Hoa. Sức khỏe được cải thiện, cô cảm thấy bản thân mình có thêm thật nhiều năng lượng, sức sống. Hy vọng rằng những lần sau gặp lại sẽ vẫn được thấy nụ cười tươi luôn nở trên môi cô. Thưa quý vị, để rải được những phím đàn và ngân nga những câu hát trong một trạng thái thoải mái như vậy thì cô Hoa rõ ràng đã vượt qua một hành trình rất dài. Giống như bao người khác, khi bị đau nhức xương khớp thì việc chúng ta cần làm là sẽ hỏi người này người kia các giải pháp nào điều trị. Và thế rồi cô Hoa đã chọn đến giải pháp là thuốc bắc.
Cái dùng từ thuốc bắc này nghe nó rất là mệt, là tại vì rất nhiều lần báo đài đã cảnh báo về tình trạng trôi nổi những thuốc không rõ nguồn gốc để mang đến những cái tái phát cho cơ thể chúng ta, những tăng cân là bị hội chứng Cushing như bác sĩ đã từng chia sẻ trong chương trình, mà bên cạnh đó còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cho nên việc chúng ta tìm hiểu đúng những cái giải pháp điều trị phù hợp và an toàn lành tính được công nhận, bên cạnh đó được các chuyên gia khuyến cáo, là một điều vô cùng cần thiết. Và rõ ràng cô Hoa đã tìm thấy Bách Niên Kiện, và giờ đây như quý vị cũng thấy, cô Hoa nào là hân hoan, nào là thoải mái vui sống. Vậy thì quý vị làm sao nếu như quý vị đang gặp phải tình trạng tương tự cô Hoa, đã bị thoái hóa, đau nhức xương khớp hành hạ lâu năm? Đừng ngần ngại, hãy gọi điện về cho chương trình để kết nối trực tiếp với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để tư vấn cho quý vị. Và đừng quên, ngày hôm nay nhãn hàng Bách Niên Kiện đồng hành cùng với quý vị cũng mang đến cho quý vị một giải pháp tiết kiệm hơn, đó chính là một ưu đãi khi đặt mua 2 hộp Bách Niên Kiện 80 viên mỗi hộp ngay trong chương trình này. Quý vị sẽ được tặng thêm 4 hộp Bách Niên Kiện mỗi hộp 10 viên nữa, và chỉ dành cho 88 khán giả đầu tiên gọi về chương trình mà thôi. Cho nên hãy tận dụng cơ hội này quý vị nha. Còn bây giờ quay trở lại chương trình, chúng ta cùng đến ngay với vị khán giả đang gọi điện về chương trình tiếp theo. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Dạ alo. Dạ. Dạ xin chào ạ. Xin mời chia sẻ tình trạng của mình, bác sĩ Sơn đang nghe. Em chào bác sĩ ạ. Dạ. Rồi, mình trả lời trong điện thoại, mình đừng nghe trên TV nha. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc á, năm nay con 42 tuổi ở Củ Chi. Dạ. Chào chị Ngọc. Chị Ngọc chia sẻ tiếp nha. Con tình trạng của con là con bị đau nhức xương khớp 2 năm nay à. Dạ. Chị đã đi khám ở đâu chưa chị? Dạ con đi khám ở bệnh viện thì người ta kêu con là bị thoái hóa cột sống rồi đau cột sống thắt lưng đó cô. Dạ. Vâng. Mà con uống cũng không có thấy hiệu quả gì á. Dạ. Rồi ai chỉ đâu con cũng uống theo người ta mà không có tiến triển bệnh, mà con mỗi lần con ngủ dậy là rất là đau mà ê ẩm người luôn á. Ừ. Giận nhưng mà khó chịu nhất là cái bể vai với lại cái thắt lưng. Dạ. Những cái bàn tay bàn chân mình có bị không ạ? Thỉnh thoảng con đi á, con đi bộ là nó giật cái mông nữa, nó xuống cái mông giật cái mông nữa. Dạ vâng. Và hiện nay là chị Ngọc, cái mình cân nặng lắm không ạ chị Ngọc? Dạ con 1m48 mà 50 cân, bữa trước có 48-49 cân mà giờ uống thuốc giết nó lên 51-52 cân. Dạ vâng. Ngoài ra mình còn bệnh gì khác nữa không chị? Dạ con có bị giãn tĩnh mạch nữa. Dạ vâng. Hiện nay mình có phải làm việc nặng lắm không? Dạ có cô, con sáng con có chở một xe dép chắc phải gần 100 kg đi bán á. Dạ vâng. Vâng. Hiện nay thì cái mỗi lần mà nó đau ở lưng nó có tê xuống hết cái chân mình không? Alo. Dạ nói chung là cái lúc ngủ dậy thôi cô, lúc ngủ dậy nó mới tê, chứ còn bình thường như vậy thì không tê. Dạ vâng. Dạ trưa thế, trưa con ngủ dậy trưa là lông tê toàn thân ế ẩm hết người luôn đó cô. Dạ vâng. Thế chị làm, nếu mà khi đau như vậy chị làm cách nào nó bớt đau? Thì con dậy thì mấy chị kêu là tập thể dục á, thì con cũng có vươn vai này kia, con tập vài đoạn động tác á, thì thấy nó nhả thì nó đỡ, nhưng mà kiểu như con mà làm việc hay lau nhà hay gì làm thì nó đau. Dạ vâng. Với trường hợp của chị Ngọc thì bác sĩ chia sẻ như này. Đầu tiên mà phải nói đến chị Ngọc có chung một cái vấn đề mà các cái bệnh nhân bị bệnh xương khớp hay gặp phải. Cái đầu tiên là bác sĩ, hầu như các bác sĩ người ta đều thông cảm cái điều đó hết. Khi đau mình rất là khó chịu và mình mong muốn có được một cái phương pháp nào làm cho mình giảm đau nhanh. Nếu ai đã từng bị đau khớp sẽ thông cảm cho cái người bị đau khớp. Chỉ cần là hết đau là được rồi, sao cũng được. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng những cái mà hiện nay chúng ta hay coi trên mạng truyền thông hoặc là truyền miệng với nhau là đây là những cái thuốc gia truyền hoặc là những cái thuốc bắc mà được nghĩa là qua nhiều cái gia đình mà có thế hệ giống như vậy đó. Nghĩa là những cái thuốc như thì khi chúng ta sử dụng như vậy thì hầu như là các bác sĩ hiện nay đã gặp phải là trong đó nó có một cái chất nó giống như corticoid đó. Và như vậy nó sẽ làm chúng ta khi chúng ta uống vào thì đau giảm ngay lập tức, và nó giống như một cái thần dược vậy đó. Bác sĩ hay kể là nó giống như một cái thần dược, và cái đặc biệt nữa là chúng ta cảm thấy khỏe, ăn ngon, ngủ ngon hơn, da dẻ hồng hào hơn và chúng ta thấy dễ chịu. Nhưng khi chúng ta ngưng cái thuốc đó lại thì chúng ta lại thấy cái cơn đau nó càng ngày nó càng nhiều hơn, và hầu như là càng ngày chúng ta phải sử dụng nó với cái liều tăng dần lên. Thì bác sĩ hay nói đó là một cái tình trạng là nghiện những cái thuốc. Cái thuốc đó nó cũng sẽ gây nên cái tình trạng giống như là chúng ta dùng những cái thuốc nghiện vậy đó. Và chúng ta sẽ phải lệ thuộc vào nó. Nhưng không phải ngoài cái lệ thuộc ra, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất là nhiều. Nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Và một trong đó là những cái mà cái hội chứng mà người ta hay gặp nhất, đó là cái suy cơ thượng thận. Và như vậy nó sẽ làm cho cái sức khỏe của mình đi xuống rất là nhiều.
Thì bác sĩ mong qua cái trường hợp của chị Ngọc thì mong rằng khán giả của chương trình chúng ta khi sử dụng những thuốc cho những bệnh lý của mình thì chúng ta nên chú ý và chúng ta nên cẩn thận. Vì nếu chúng ta không chú ý điều này thì nó có thể gây nên cái hậu quả rất là nặng nề. Hiện nay đó có một số cái bệnh nhân mà hiện nay của bác sĩ đang phải giảm cái lượng thuốc mà có corticoid mà do chúng ta dùng những cái thuốc gọi là những cái thuốc gia truyền là rất là lâu và cái hậu quả rất là nặng nề. Thế thì với trường hợp của chị Ngọc thì bác sĩ nghĩ là chị có thể sử dụng bất ninh kiện ở giai đoạn này. Vì trong bất ninh kiện thì nó có được cái là gì? Có tác dụng kháng viêm và giảm đau rất là mạnh vì nó kết hợp giữa cây móng quỷ và vỏ liễu trắng. Trong cây móng quỷ nó có một cái hoạt chất giảm đau và trong vỏ liễu trắng nó cũng có một hoạt chất giảm đau, nó giống như aspirin nhưng nó lại không có tác dụng phụ trên đường tiêu hóa, nên khi chúng ta sử dụng không lo là nó sẽ làm cho cái kích thích cái dạ dày của chúng ta. Và ở giai đoạn này khi chúng ta dùng thì nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng đau nhức. Khi chúng ta bị đau nhức thì thường thường các cái khớp đi ngang cái khớp chúng ta nó sẽ có mạch máu nè, nó có hệ thần kinh nè, nên nếu các khớp của chúng ta mà đau sưng nhiều thì khi đó nó sẽ làm cho chèn vào mạch máu và thần kinh và chúng ta có cảm giác tê chân, tê bì hoặc là chúng ta có cảm giác là co rút chẳng hạn, thì như vậy nó sẽ làm rất là khó chịu. Khi chúng ta dùng nó giảm cái triệu chứng viêm thì khi đó nó giảm đi cái tình trạng đau và nhức hoặc là tê bì. Cái đó là cái đầu tiên. Tuy nhiên vì nó là dược thảo, bác sĩ phải lặp lại nữa là nó sẽ không có tác dụng giống như là những cái thuốc tây, là nó không có tác dụng ngay lập tức mà chúng ta phải kiên trì để dùng. Và khi chúng ta dùng như vậy thì trong vòng 1 đến 2 tuần nếu chúng ta thấy cái triệu chứng bắt đầu nó nhẹ dần, là sau 2 tuần chúng ta thấy triệu chứng nhẹ dần thì chúng ta tiếp tục duy trì. Duy trì để làm gì? Để cho các cái khớp của chúng ta nó được ổn định. Với trường hợp của chị là bác sĩ đã được chẩn đoán là một cái tình trạng thoái hóa khớp cột sống và có thể là thoái hóa các cái khớp ở ngoại biên. Các khớp ngoại biên là các cái khớp tay, chân hoặc là cái đầu gối hoặc là cái khuỷu tay hoặc bàn tay, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái bất ninh kiện ở giai đoạn này được. Khi sử dụng bất ninh kiện thì giai đoạn sau là giai đoạn nó sẽ hỗ trợ chúng ta phục hồi lại cái sụn khớp. Và như vậy nếu chị sử dụng khoảng 3 tháng thì chị sẽ thấy hình như là cái cử động của mình nó nhẹ nhàng dần, và khi chúng ta ngủ dậy chúng ta thấy hình như những cơn đau hoặc những tê mỏi nó sẽ không còn nữa. Và chị nên kiên trì, với trường hợp của chị thì bác sĩ nên kiên trì ít nhất là phải 6 tháng để cho cái thể hệ xương khớp của mình nó được ổn định. Cái thứ hai, vì hiện nay chị cũng bị hơi bị thừa cân một tí xíu, thì chúng ta nên cố gắng bằng cách là chúng ta cải thiện cái chế độ dinh dưỡng của mình. Chị có thể giảm cái lượng ăn mà có tinh bột như là mì, nuôi, phở, gạo này kia đó, những cái chất đó giảm lại, nhưng chúng ta tăng cường rau lên và tăng cường các cái chất, ví dụ như là chúng ta có thể dùng nấm nè, chúng ta có thể dùng là tàu hũ nè, chúng ta có thể dùng sữa nè, thịt cá, rất là nhiều, chúng ta thay đổi những cái này để tăng cường thêm các cái chất cần thiết cho cái hệ xương khớp của mình. Và bên cạnh đó chú ý là vì chị đi làm cũng nhiều á, do đó chị phải chú ý là chúng ta phải uống nước nhiều, đặc biệt là trong cái mùa nắng nóng, thì như vậy nó sẽ giúp cho hệ xương khớp của mình được ổn định tốt hơn, và phải theo dõi cái cân nặng của mình. Bên cạnh đó thì bác sĩ cũng chú ý là nếu mà chị hay bị tê mỏi như vậy mà giai đoạn đầu mình đang dùng, có thể là chị bị ảnh hưởng bởi những cái thuốc mà chị đang sử dụng á, nó có corticoid, thì chị nên kiên trì. Chúng ta có thể là dùng thêm cái biện pháp thứ hai nữa là biện pháp tập luyện. Khi chúng ta tập luyện như vậy nó sẽ giúp cho máu huyết của chúng ta lưu thông và các khớp của chúng ta vận động tốt, nên nó sẽ giảm đi cái triệu chứng mà làm khó chịu cho mình. Thì nếu mà chị kiên trì như vậy thì bác sĩ nghĩ trong một thời gian tới từ 1 đến 2 tháng nó sẽ giúp cho chị là ổn định cái căn bệnh của mình tốt hơn. Thì mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho chị an tâm để chúng ta có thể kiên trì để điều trị. Tuy nhiên khi chúng ta điều trị tốt rồi thì chị cũng nên tái khám trở lại ở bệnh viện để bác sĩ có thể đánh giá lại cái tình trạng bệnh lý của mình. Như vậy nó sẽ tốt cho sức khỏe của chị. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Và với trường hợp của chị Ngọc là chắc phải khuyên thêm một cái nữa, đó chính là nếu Hiếu nghe không lầm thì hàng ngày chị phải chở một cái xe dép nặng gần cả 100 kg. Hiếu hình dung ngay cái hình ảnh chị đem dép xuống để bán á bác sĩ, thì bưng lên bưng xuống như vậy, nếu mà cái động tác nó sai á thì nó trực tiếp nó tấn công cái sức, nó dồn vào cái cột sống của chị mà đã bị chẩn đoán là thoái hóa rồi. Cho nên chị phải để ý nữa, một là mình chia nhỏ ra số lượng dép mình mang lên mang xuống cho nó nhẹ lại để mình đỡ dùng sức, thứ hai là mình phải có người phụ hay như thế nào đó, chứ nếu chị dù cho chị dùng thuốc tiên đi chăng nữa mà cái hành vi và cái dáng tư thế của mình chị không có sửa, chị tiếp tục như vậy nó không có hiệu quả, là tại vì nó tiếp tục nó tấn công, nó dồn sức vô đó, thì chị thay đổi cái này chút xíu nữa chị ha, bên cạnh những lời dặn của bác sĩ. Và chị đừng quên là
Luôn luôn Bách Niên Kiện sẽ đồng hành cùng với chị khi mà trong chương trình trực tiếp này Bách Niên Kiện sẽ có một cái ưu đãi để dành cho khán giả đang theo dõi chương trình và gọi điện về chương trình để tư vấn á, thì đặc biệt là cái ưu đãi để cho giúp cho khán giả yên tâm điều trị và bên cạnh đó còn có thể yên tâm về cái túi tiền của mình nữa. Tại vì ngay trên sóng trực tiếp này thì Bách Niên Kiện mang đến một cái ưu đãi mua 2 tặng đến 4, nghĩa là mua 2 hộp Bách Niên Kiện 80 viên mỗi hộp sẽ được tặng thêm 4 hộp Bách Niên Kiện mỗi hộp 10 viên nữa. Có thêm sản phẩm để mình dùng lâu dài duy trì từ 3 đến 6 tháng lận mà. Bên cạnh đó thì mình còn giảm được cái chi phí của mình nữa. Vậy thì chị hãy tận dụng cơ hội này ngay chị Ngọc nha, để bảo vệ sức khỏe của mình đang còn trong độ tuổi lao động. Hy vọng rằng chị Ngọc đưa ra một lựa chọn chính xác và đúng đắn, được nhiều chuyên gia khuyên dùng, bên cạnh đó đã có những cái kiểm nghiệm và kiểm định rồi thì mình yên tâm hơn là tin hay nghe ở đâu đó những cái sản phẩm khác trôi nổi mình không tin, để giúp cho cái cơ thể của mình có một cái sức khỏe tốt hơn chị Ngọc ha. Chúc chị nhiều sức khỏe và cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, để phục hồi chức năng về xương khớp, giảm đau mỏi khớp gối, tê bì chân tay và hỗ trợ điều trị các bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp, quý vị hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng sản phẩm thảo dược có chiết xuất từ bộ đôi cây móng quỷ và vỏ liễu trắng. Trong đó tiêu biểu là sản phẩm Bách Niên Kiện sẽ giúp giảm đau, giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, bảo vệ và tái tạo sụn khớp. Bên cạnh đó còn ngăn ngừa các cơn đau cấp tính xuất hiện, hạn chế các biến chứng dính khớp, cứng khớp và khô khớp. Đồng thời còn làm chậm quá trình thoái hóa khớp, tăng khả năng vận động ở người bị bệnh xương khớp và hoàn toàn an toàn nếu sử dụng trong thời gian dài nữa. Mình sử dụng sớm Bách Niên Kiện sớm cải thiện bệnh, kiên trì sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả tốt nhất và chủ động phòng tránh biến chứng nguy hiểm quý vị ơi. Và quý vị ơi, quá nửa thời lượng phát sóng của chương trình rồi mà chúng tôi đang mong chờ quý vị hãy nhanh tay đưa ra quyết định của mình để tận dụng ngay ưu đãi từ chương trình, đó chính là mua 2 tặng 4 về ngay, tại vì đây là ưu đãi quá hấp dẫn từ Bách Niên Kiện ngày hôm nay. Quý vị đừng quên là ưu đãi này chỉ dành cho 88 khách hàng đầu tiên, gọi điện tới số tổng đài miễn cước 1800 6802, trực tiếp đặt mua 2 hũ Bách Niên Kiện 80 viên mỗi hũ vẫn đang bùng nổ với quà tặng thêm hấp dẫn là 4 hũ Bách Niên Kiện 10 viên mỗi hộp. Thưa quý vị, quý vị hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi về tổng đài miễn cước 1800 6802. Xin nhắc lại, quý vị hãy bấm số 1800 6802 để không bỏ lỡ quà tặng nhân đôi đặc biệt của nhãn hàng Bách Niên Kiện ngày hôm nay quý vị nha. Và thưa quý vị, không chỉ riêng những khán giả mà bạn hỏi thầy thuốc trả lời kết nối vừa rồi, trên thực tế thì chương trình cũng rất vui mừng khi đã giúp nhiều người chữa trị đau lưng, mỏi cổ, vai gáy, tê bì chân tay dai dẳng. Bách Niên Kiện là sản phẩm tiên phong kết hợp bộ đôi chiết xuất cây móng quỷ và vỏ liễu trắng từ châu Âu, đã được Hoa Kỳ chứng nhận hiệu quả giúp 93,3% người dùng giảm nhanh viêm khớp, thoái hóa khớp, giảm đau lưng, đau mỏi gối, tê bì chân tay và vận động dễ dàng hơn. Mới đây thì Bách Niên Kiện đã tự hào được vinh danh huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng năm thứ 2 liên tiếp do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam VAFF xét duyệt. Ngay sau đây, Phương Hiếu xin mời quý vị cùng xem một đoạn phim khoa học để hiểu rõ hơn về những ưu điểm vượt trội của bộ đôi cây móng quỷ và vỏ liễu trắng trong hành trình hỗ trợ bệnh nhân giảm nhanh viêm khớp, thoái hóa khớp, giảm đau. Trong đó cây móng quỷ và vỏ liễu trắng là hai thảo dược được sử dụng phổ biến ở các nước châu Âu. Có nghiên cứu lâm sàng cụ thể chứng minh hiệu quả trong điều trị đau nhức xương khớp. Nổi bật là nghiên cứu tại Viện Công nghệ Israel năm 2000 đăng trên Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của chiết xuất vỏ liễu trắng trong điều trị đau xương khớp, đau lưng. Nghiên cứu tiến hành trên 210 bệnh nhân bị đau thắt lưng mãn tính trên 5 năm. Theo dõi điều trị trong 4 tuần, kết quả cho thấy số bệnh nhân giảm đau, giảm viêm ở nhóm sử dụng chiết xuất vỏ liễu trắng liều cao cao gấp 6,5 lần so với nhóm điều trị bằng giả dược. 96% số bệnh nhân sử dụng chiết xuất vỏ liễu trắng không cần điều trị thêm bằng thuốc giảm đau, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Đặc biệt, hoạt chất salicin có trong chiết xuất vỏ cây liễu trắng được mệnh danh là thuốc giảm đau thiên nhiên, có hiệu quả giảm đau tương tự aspirin nhưng hoàn toàn an toàn với dạ dày. Qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học kết luận rằng sự kết hợp giữa hoạt chất salicin trong vỏ liễu trắng và hepatocyte trong cây móng quỷ giúp giảm đau nhanh, giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, bảo vệ và tái tạo sụn khớp, ngăn cản các cơn đau cấp tính xuất hiện, hạn chế các biến chứng dính khớp, cứng khớp, khô khớp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, tăng khả năng vận động ở người bị bệnh xương khớp.
bộ đôi thảo dược cây mống quỷ và vỏ liễu trắng với những ưu điểm vượt trội đã mở ra hướng điều trị an toàn và hy vọng cho hàng triệu người bệnh bị thoái hóa khớp, thoái hóa cuộc sống lâu năm. Thưa quý vị, qua đoạn phim phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy giải pháp thảo dược trong điều trị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp đang rất được ưa chuộng hiện nay. Trong đó nổi bật là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Bách Niên Kiện, sản phẩm chứa chiết xuất từ cây mống quỷ và vỏ liễu trắng thích hợp để hỗ trợ cho những người bị viêm khớp, thoái hóa cột sống, sưng đau nhức xương khớp. Chỉ sau từ 1 đến 2 tuần sử dụng liên tục, Bách Niên Kiện đã thấy cải thiện tình trạng đau nhức và chức năng vận động rồi. Kiên trì dùng lâu dài từ 3 đến 6 tháng hoặc nhắc lại hàng năm sẽ rất tốt và hiệu quả trong việc tái tạo và bảo vệ xương khớp, làm chậm quá trình thoái hóa các khớp và đốt sống được phục hồi tối đa, giúp ngăn chặn tái phát đau nhức khi thời tiết thay đổi, phòng tránh biến chứng nguy hiểm nữa. Phương Hiếu cũng sẽ được nhắc lại thông báo đến quý vị khán giả về chương trình ưu đãi đặc biệt mua 2 mà tặng đến 4, giúp xua tan nỗi lo đau nhức xương khớp. Viên xương khớp Bách Niên Kiện dành tặng thêm 4 hũ Bách Niên Kiện 10 viên dành cho 88 khách hàng đầu tiên. Gọi điện tới số tổng đài miễn cước 1800 6802 để trực tiếp đặt mua 2 hộp Bách Niên Kiện 80 viên. Quý vị hãy nhanh tay nhấc máy lên tổng đài và gọi điện về 1800 6802 để trở thành những khán giả may mắn nhận được quà tặng hấp dẫn từ trước đến nay chưa từng có từ nhãn hàng Bách Niên Kiện. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 6802, đừng bỏ lỡ quý vị nha. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin dành thời gian để kết nối với vị khán giả tiếp theo. Xin mời ạ. Alo. Dạ alo, dạ xin mời chia sẻ ngay tình trạng của mình ạ. Vâng, tôi xin hỏi bác sĩ là tôi có nhiều bệnh nền lắm, hàng ngày tôi uống các loại thuốc này nhá. Tôi bị bệnh tim mạch kìa. Dạ. Tim mạch đặt đen 2 đen rồi này. Dạ. Thế nên để huyết áp thì phải uống 3 viên thuốc một ngày này. Dạ. Thế còn bệnh tiểu đường thì vừa rồi, mấy tháng vừa rồi mới phát hiện ra là tiểu đường tiếp 2 nhưng mà tôi chưa uống thuốc, chưa phải uống thuốc. Dạ. Thế nên bệnh dạ dày đại tràng rồi thì có viêm ở khớp, đau khớp này buổi chiều tôi hay đi chân ở con mắt cá nó hay sưng chân. Dạ. Đau mà nói chung là cổ vai gáy các thứ rồi xương sống đều bị thoái hóa. Dạ. Và đốt L5 hay L6 nói chung lại là thoái hóa hết rồi. Dạ. Dạ. Cũng chụp rồi nhưng mà nói chung là bác sĩ là thoái hóa các cái L5 hay L6 mới mùa xương nó bị ấy đấy. Yeah. Nói chung là thoái hóa nhiều. Mà đầu gối thì cũng đau hàng ngày thì đi tập thể dục thì cũng đi bộ một ít thôi nhưng mà đi sang đạp xe đạp. Xe đạp là máy của tập thể dục đấy. Yeah. Đấy có cân đấy bệnh nhiều, tôi hỏi bác sĩ là vì tôi uống thuốc của xương khớp và chống viêm giảm đau thì nó hay bị phản ứng thuốc, mà có lần tôi vào bệnh viện nằm xong rồi uống thuốc xong là nó có bị huyết áp tăng, hay huyết áp nó hay lên. Dạ vâng. Cho nên là nó phức tạp nên là muốn hỏi bác sĩ là muốn mua Bách Niên Kiện nếu uống có được không hay thế nào? Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng. Để bác sĩ hỏi thêm ạ. Để bác sĩ hỏi thêm mời bác sĩ. Năm nay là bác bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay là tôi 76 tuổi ạ. 76 tuổi. Dạ vâng. À, thế cái hiện nay là cái thừa cân của mình nhiều không bác hả? Bây giờ là tôi khoảng 54-55 cân. 54-55 cân. Hiện nay là cái đái tháo đường của bác là bác sĩ chưa cho thuốc uống phải không? Đang phải dùng tiết chế lại phải không? Bác sĩ bảo là chưa phụ thuộc vào insulin, chưa phụ thuộc vào bác sĩ chưa dạ, cho vâng. Thuốc. Vâng. Đấy mới phát hiện ra tiểu đường như thế. Dạ vâng. Dạ. À, vâng, với trường hợp của bác vừa bị dị ứng những cái thuốc giảm đau nữa thì đây là một trong những cái mà bác sĩ nghĩ bác có thể sử dụng Bách Niên Kiện được. Vì thật sự ra Bách Niên Kiện nó có những cái hoạt chất mà có cái tác dụng rất là tốt với lại cái hệ thống xương khớp của mình, đặc biệt là giảm đau kháng viêm là nó làm cho dễ chịu. Cái thứ hai nữa là nó lại có thêm một cái tác dụng là vừa bảo vệ và tái tạo cái xương khớp của mình. Do đó khi mà bị tổn thương gọi là cái thoái hóa đa khớp, đặc biệt trên những người lớn tuổi và có những bệnh lý nền, thì bác có thể sử dụng rất là tốt. Vì thứ nhất là nó sẽ ít tác dụng phụ, bác sĩ không nói là không, nhưng mà rất là ít tác dụng phụ xảy ra, và đặc biệt là nó an toàn cho cái hệ thống tiểu đường tiêu hóa của mình. Cái thứ hai nữa là khi bác bị bệnh hệ thống bệnh lý của tim mạch và cộng thêm hiện nay đang bị rối loạn về đường thì bác có thể sử dụng được. Và khi sử dụng như vậy thì bác sĩ cũng nhắc lại luôn là thường chúng ta dùng nó sẽ không giống như thuốc Tây. Mà với trường hợp của bác thì bác dùng thì có thể là phải một tuần sau bác mới thấy nó dễ chịu lợn. Tuy nhiên trong cái giai đoạn đầu khi chúng ta sử dụng thì bác sĩ nghĩ bác nên thay đổi lại cái chế độ ăn một tí xíu. Tại vì với cái đái tháo đường cộng thêm bệnh lý tim mạch thì bác nên giảm một tí cái cân nặng lại.
và chúng ta nên điều chỉnh cái chế độ dinh dưỡng. Trong chế độ dinh dưỡng của mình hiện nay á, mình nên giảm lượng đường và lượng tinh bột lại. Đó là cái điều rất là quan trọng, vì với những cái bệnh nhân đái tháo đường á, hoặc là tiền đái tháo đường á, thì khi mà chúng ta giảm những cái thức ăn này đó thì nó sẽ làm cho đường ổn định, và khi đường ổn định thì nó sẽ giúp cho sức khỏe của mình ổn định hơn. Đó là cái thứ nhất. Khi kết hợp giữa cái vừa đái tháo đường mà vừa thừa cân cộng thêm là bị thoái hóa khớp, thì cái mà bác giảm cân nó vừa có lợi cho bệnh đái tháo đường mà nó lại vừa có lợi cho hệ sống xương khớp của mình. Bác vận động sẽ nhẹ nhàng hơn. Với hệ xương khớp của mình khi lớn tuổi thì nếu chúng ta càng thừa cân thì cái xương khớp của chúng ta nó lại càng phải chịu một cái sức tải nhiều, và như vậy nó sẽ dễ bị tổn thương nhiều hơn, và nó là nếu đã bị tổn thương rồi thì cái tổn thương nó sẽ nặng nề hơn. Do đó cái điều đối với bác là nên giảm cân một tí xíu, và để đã giảm cân tốt thì chúng ta nên giảm cái lượng đường và lượng tinh bột. Đó là cái mà bác sĩ nhấn mạnh lại. Cái thứ nhất, cái thứ hai, khi sử dụng cái bất niên kiện này đó thì thường thường là vì bác có những cái bệnh lý nền nên bác sử dụng cách, chúng ta sẽ dùng cách ra khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Sau khi bác sử dụng những cái thuốc về tim mạch và những cái bệnh lý nền của mình rồi thì bác sẽ dùng khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng về cái bất niên kiện này. Thì bác sử dụng bất niên kiện thì bác sĩ nghĩ là đối với trường hợp của bác chia sẻ đó thì bác sĩ nghĩ nó sẽ tương đối là an toàn và nó có hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên khi bác dùng mà nó bắt đầu nó có cái có tác dụng tốt rồi đó, thì để cho bảo đảm cho sức khỏe của mình, bác vẫn sẽ báo với bác sĩ mà đang điều trị bệnh lý về tim mạch và bệnh lý đái tháo đường, theo dõi đái tháo đường cho bác, để bác sĩ sẽ kiểm tra với bác. Và như vậy nó sẽ giúp cho bác có được một cái liệu trình điều trị tốt hơn. Bên cạnh đó thì với giai đoạn này của bác thì bác nên chú ý đến những cái tư thế và những cái vận động như bác sĩ chia sẻ đầu chương trình. Chúng ta sẽ vận động nhẹ nhàng dần lại. Vừa vận động như vậy nó vừa giúp cho bác là gì, ổn định cái đường huyết mà nó giúp cho cái hệ thống xương khớp của bác được tốt hơn. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Hiếu ghi nãy giờ những điều mà bác sĩ Sơn tư vấn để cho bác nắm rõ lại với trường hợp của bác là phải giảm cân. Muốn giảm cân thì phải giảm tinh bột. Giảm tinh bột bên cạnh bị tim mạch và tiểu đường thì mình ăn lạc. Mình ăn lạc mà không ăn mặn. Mình ăn lạc, mình giảm đường, và bên cạnh đó mình tăng rau xanh lên. Và quan trọng là với cái tuổi của bác mình phải uống đủ nước nha. Uống đủ nước, luyện tập thể dục thể thao đều đặn, vừa sức của mình, đúng tư thế, nhưng bên cạnh nó phải ngủ đủ giấc nữa. Rồi cái người lớn tuổi lại thường hay ngủ ít quá, nó không đủ cái thời gian để tái tạo lại cái hệ miễn dịch của mình. Ngủ đủ giấc cũng cực kỳ quan trọng, và không thể thiếu đó chính là dùng bất niên kiện. Với trường hợp của bác thì rõ ràng là mình đã từng bị dị ứng thuốc tây phải nhập viện, cho nên cái việc mình lựa chọn sản phẩm phải phù hợp. Và như bác Sơn vừa chia sẻ thì bác hoàn toàn yên tâm dùng bất niên kiện. Nó có rất ít tác dụng phụ, mà đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận những tác dụng phụ nào nó quá mạnh hay nó quá lớn, thậm chí chưa có ca nào ghi nhận tác dụng phụ luôn. Cho nên bác hãy tin tưởng và dùng. Và bác cũng đừng quên là đã có chương trình ưu đãi để mình tiết kiệm chi phí của mình, đó chính là khi mua 2 hộp bách niên kiện 80 viên mỗi hộp ngay trong sóng trực tiếp này, thì quý vị sẽ được tặng thêm 4 hộp bách niên kiện mỗi hộp 10 viên nữa, vừa tiết kiệm vừa có thêm để mình dùng. Và bác nhớ phải kiên trì dùng từ 3 đến 6 tháng liên tục á, nó sẽ tốt cho người cao tuổi lắm bác nha, không còn nỗi lo đau nhức xương khớp nữa. Chúc bác nhiều sức khỏe và cảm ơn bác rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ dành thời gian để kết nối với vị khán giả tiếp theo ngay lập tức, xin mời. Dạ alo. Dạ, dạ chào bác sĩ ạ. Dạ xin mời chia sẻ ngay tình trạng của mình ạ. À dạ, tôi tên Tiến, bác sĩ dạ. Ở Đồng Tháp ạ. Dạ. À, mà tôi không hỏi cho tôi rồi hỏi cho mẹ tôi. Dạ. À dạ. À, dạ bác ở nhà là bác hồi đó có bị đau hai cái đầu gối á. Dạ. Rồi cái lưng với cái cổ tay đồ nó cũng nhức nhức các bác sĩ. Dạ. Thì cầm đồ nó cứ rớt lên rớt xuống. Thì xong cái nhà tôi thì cũng nói bàn này kia đưa mẹ đi khám. Thì thấy là uống thuốc tây một thời gian thì nó không có đỡ lắm. Dạ. Mà uống cái bát điều kiện nhà tôi coi cái chương trình này nè, xong dạ. Cái nghe bác sĩ nói bắt niên kiện đồ đó thì cũng mua về thử. Dạ. Thì xong cái dạo này thấy mẹ tôi kiểu dẻo dai thoải mái. Mừng quá. Tập thể dục đồ thường xuyên lắm. Dạ. Dạ thì bây giờ uống được 6-7 tháng gì đó. Thì không biết là bây giờ uống tiếp nữa có được không bác sĩ? Dạ vâng. Dạ vâng. Với trường hợp mà chia sẻ của anh thì bác sĩ xin trả lời như thế này nha. Thì khi chúng ta sử dụng được một cái chọn lựa được một cái giải pháp từ thảo dược mà đã ổn định cho căn bệnh rồi, thì
Thì vì đây là một cái bệnh lý mà bệnh lý mãn tính như bác sĩ chia sẻ đầu chương trình, và nó gắn liền với cái tuổi tác của mình hay còn gọi là quá trình lão hóa, nên càng ngày thì cái tình trạng mà cái khớp của mình nó sẽ bị lão hóa dần đi và có thể là sau vài năm nó sẽ tái phát trở lại. Thế nó có hai cái trường hợp mà phải giải quyết như thế này. Sau 6 đến 7 tháng mà sử dụng như hiện nay bà đang sử dụng mà bà thấy cái tình trạng đau nhức không có hề, trong mấy tháng nay không hề đau nhức gì hết, đặc biệt là trong cái thời tiết vừa rồi thay đổi không hề đau nhức, thì bà có thể ngừng. Mà nếu bà ngưng và thấy bà vận động rất là tốt thì bà vẫn tiếp tục có thể không thể sử dụng. Và đến năm sau mà nó khi mà mình hơi có khó chịu một tí thì anh nên cho bà sử dụng lại một liệu trình nữa. Đó là một cái cách. Cái cách thứ hai là nếu khi chúng ta ngưng khoảng 1-2 tuần mà chúng ta thấy hình như nó có vẻ hơi khó chịu, cái khớp đau nhức của mình nó hơi khó chịu, thì anh nên cho bà dùng ở cái liều là một viên sáng và một viên chiều. Đây là cái liều duy trì. Duy trì là gì? Nó vừa giúp cho bà là tránh cái tình trạng viêm đau lại các cái khớp. Cái thứ hai nó vẫn bổ sung cho những cái hoạt chất để cần thiết cho phục hồi lại cái sụn khớp của bà. Do đó nó sẽ duy trì kéo dài như vậy. Thì đây là cái hai cái cách mà chúng ta có thể sử dụng. Một là ngưng, hai là chúng ta tiếp tục giảm ở cái liều mà 1/2 của cái liều đang duy trì. Thì như vậy nó sẽ giúp cho bà có được một cái liệu trình điều trị nó ổn định. Tại có nhiều cô bác sau khi ngưng xong, cái sau một vài tháng nó đau lại và chúng ta lại phải lại một cái liệu trình. Thì anh nên chú ý cái điều này. Bên cạnh đó thì chúng ta nên ở cái giai đoạn này là giai đoạn rất là ổn định rồi, chúng ta nên duy trì chế độ tập luyện, chế độ dinh dưỡng và đặc biệt là duy trì cái cân nặng. Chú ý cái điều này, vì khi các bác mà đang quen rồi đó bắt đầu là tăng cân trở lại, và nếu chúng ta tăng cân trở lại lại là một yếu tố nó tác động lên cái hệ xương khớp của mình. Thành ra nên chú ý là nên có một chế độ ăn làm sao duy trì cái cân nặng của mình ổn định. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình có được một cái liệu trình điều trị nó được ổn định và lâu dài hơn. Đã, và rất mong cái chia sẻ này sẽ giúp cho anh có được cái lựa chọn tốt cho bà. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Rõ ràng khi mà Hiếu nghe những trường hợp mà khán giả đã dùng Bách Niên Kiện rồi á, bắt đầu gọi điện về chương trình, Hiếu cũng mong chờ là để xem là khán giả của mình sẽ có những cái phản ứng như thế nào khi mà dùng Bách Niên Kiện rồi, phản hồi lại nó có tốt hay không, hay là còn vấn đề gì khác không. Tại vì chương trình chúng tôi luôn mạnh dạn chờ đón tất cả những thắc mắc của quý vị, cho nên quý vị đừng lo. Với trường hợp của anh thì anh tiếp tục mua Bách Niên Kiện để cho mẹ dùng cho đủ liệu trình từ 3 đến 6 tháng á, như bác sĩ chia sẻ nó ổn định hơn rất nhiều. Chúc mừng anh và cũng cảm ơn anh và mẹ đã dùng Bách Niên Kiện để xua tan nỗi lo đau nhức xương khớp. Đừng quên là chương trình của chúng ta sẽ có một cái ưu đãi là mua 2 hộp Bách Niên Kiện 80 viên sẽ được tặng thêm 4 hộp Bách Niên Kiện mỗi hộp 10 viên nữa. Ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ dành cho 88 khán giả mà thôi, cho nên anh hãy tận dụng cơ hội để ngay để có thêm Bách Niên Kiện cho mẹ dùng nha. Cảm ơn anh rất nhiều và chúc cả mẹ và anh nhiều sức khỏe ạ. Và thưa quý vị, dù còn rất nhiều câu hỏi của khán giả gửi về chương trình nhưng mà thời lượng của chương trình cũng đã khép lại rồi. Phương Hiếu hy vọng là sau tư vấn nhiệt tình và chi tiết từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, khán giả đã hiểu hơn và có thêm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe xương khớp, ngăn chặn tái phát, phòng ngừa biến chứng và đồng thời biết thêm giải pháp chăm sóc sức khỏe xương khớp từ viên xương khớp Bách Niên Kiện tiên phong kết hợp bộ đôi chiết xuất cây móng quỷ và quả liễu trắng được Hoa Kỳ chứng nhận hiệu quả, giúp đến 93,3% người dùng giảm nhanh viêm khớp, thoái hóa cột sống, giảm đau lưng, đau mỏi gối, tê bì chân tay, vận động sẽ dễ dàng hơn ở người bị đau nhức xương khớp. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhãn hàng Bách Niên Kiện, sản phẩm vừa được vinh danh là huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng 2 năm liên tiếp của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Forbit, top 5 thương hiệu uy tín chất lượng quốc gia, đã có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ, giúp gần 1 triệu người sống khỏe mạnh và lạc quan với bệnh lý xương khớp. Phương Hiếu cũng xin được nhắc lại thông báo đến quý vị khán giả về chương trình ưu đãi hấp dẫn lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng đến 4 của nhãn hàng Bách Niên Kiện dành cho 88 khách hàng đầu tiên gọi điện tới số tổng đài miễn cước 1800 6802 trực tiếp đặt mua 2 hộp Bách Niên Kiện 80 viên mỗi hộp. Quý vị khán giả may mắn sẽ được tặng thêm ngay 4 hộp Bách Niên Kiện mỗi hộp 10 viên, gấp đôi lợi ích thưa quý vị. Số lượng phần quà đang giảm từng phút. Quý vị hãy nhanh chóng liên hệ về tổng đài miễn cước 1800 6802 và đặt hàng để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này quý vị nha. Hãy nhanh tay gọi về 1800 6802 đặt một Bách Niên Kiện để nhận quà tặng quý vị nha. Một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn đến tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đã dành thời gian tham dự chương trình cùng với Phương Hiếu chiều nay ạ. Vâng, cảm ơn MC Phương Hiếu. Dạ. Cảm ơn khán giả của chương trình. Mình chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe để chúng ta còn gặp nhau trong những chương trình tư vấn tiếp theo. Dạ, vâng, cảm ơn. Và quý vị khán giả cũng đừng quên là chương trình của chúng tôi sẽ được lên sóng trong khung giờ quen thuộc, đó chính là 14 giờ 45 phút đến 16 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến đây thì chương trình Bạn Hỏi Thì Thuốc Trả Lời cũng xin phép được khép lại. Kính chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe và có những ngày cuối tuần thật vui bên người thân và gia đình của mình. Còn bây giờ, Phương Hiếu xin thân ái chào tạm biệt.